Đại tiểu thư, sao lại nữa? Chơi đủ chưa? Về với bố. Con không đi chơi, con đi làm mà. Con là Bạch đại tiểu thư, người thừa kế tập đoàn Thế Thịnh, tập đoàn tài chính số 1 hiện nay, gia sản 1000 tỷ, công ty nhà mình có gì mà cần thực tập? Bố thấy là con chưa quên được cái thằng nghèo im hơi lặng tiếng bỏ đi 3 năm trước, bố nói gì vậy ạ? Con chỉ muốn tìm hiểu kỹ công ty nhà mình thôi mà. Thôi thôi, đừng có cười trừ với bố. Bố đã chọn chàng trai ưu tú nhất Giang Thành hiện nay cho con. Cuối tuần này đi gặp thử đi, để sau đi ạ. Thôi nhé, con còn vội đi ký hợp đồng với khách. Bố về trước đi nha, đi đi mà. Đuổi hết. Thằng nhóc thối, đối tượng xem mắt cuối tuần là đại tiểu thư Thế Thịnh. Mẹ nhờ đông nhờ tây mới kiếm được cơ hội. Nếu con dám không đi, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con. Mẹ, nếu mẹ nghĩ kỹ rồi thì con tôn trọng sự lựa chọn của mẹ. Con trai à, đã 3 năm rồi, con cũng nên quên Bạch Mộng kia đi chứ. Dù sao thì cũng do cô ta ngoại tình trước mà. Được rồi mẹ, con còn một cuộc họp, con cúp đây. Rốt cuộc Bạch Mộng là cô gái ưu tú đến mức nào mà có thể khiến sếp Lục si tình tận 3 năm. Xin lỗi, tôi đến muộn. Không muộn. Bạch Mộng, Lục Phiêu, bây giờ anh là tổng giám đốc của tập đoàn Lục thì à? Sao vậy, bất ngờ lắm à? Không ngờ thằng nghèo năm xưa bây giờ lại thành bố thí cơm áo cho tốt quá. Lục Phiêu, 3 năm qua em vẫn luôn tìm anh, sao năm xưa em bỗng dưng biến mất? Cô còn dám hỏi hà? Tập đoàn Thế Thịnh là tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu, cô đã bám chân ai mới được vào làm ở đó? Em dựa vào bản lĩnh mà. Bản lĩnh gì? Bản lĩnh làm tiểu tam à? Đủ rồi Lục Phiêu, hôm nay tôi tới để ký hợp đồng, không phải tới để cãi nhau. Nếu tôi đồng ý ký hợp đồng, cô định hy sinh cái gì? Nếu anh không muốn hợp tác thì cứ nói, không cần sỉ nhục tôi như vậy. Sỉ nhục? Bò lên giường đàn ông để trèo cao không phải là chuyện cô thích làm nhất à? Lục Kiêu, anh khiến sự chờ mong được trùng phùng trong 3 năm qua của tôi trở nên không đáng một xu. Hợp đồng này khỏi ký cũng được, lạt mềm buộc chặt đúng không? Muốn hợp tác được, thể hiện hết bản lĩnh mà cô dùng để hầu hạ thằng già 3 năm trước ra đây. Nếu 3 năm trước cô không tham phú phụ bần, phản bội tôi thì sao tôi bỏ đi được? Bạch Mộng quá đáng thế. Rõ ràng cô ấy đã nói với em là không làm bồ nhí nữa. Tôi đã ký hợp đồng rồi, hoa hồng xem như phí tip cho cô. Đừng bảo tôi chơi không trả tiền. Lục Kiêu, tôi thèm vào chút tiền bẩn này của anh chắc. Tập đoàn Lục thị chục tỷ còn con, lúc nào tôi cũng mua được. Ngày xưa thì làm tiểu tam sau lưng á, giờ con dám tới đây quyến rũ anh ấy, cho chẽn thật. Trần Lê Lê, cô dựa vào đâu mà vu khống tôi? Vì cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Vợ chưa cưới? Thì ra 3 năm trước anh ấy bỏ đi là để ở bên cạnh Trần Lê Lê, thích quyến rũ đàn ông chứ gì. Tôi là người của tập đoàn Thế Thịnh, cô không được đánh tôi. Tôi không tin tập đoàn Thế Thịnh sẽ vì thực tập sinh còn con như cô mà tranh chấp với Lục thị đang phát triển vùng vụt. Đi chết đi, đủ rồi. A Kiêu, sao anh còn bảo vệ cô ta vậy? Không lẽ anh còn thích cô ta? Cô ta hả? Loại phụ nữ dơ bẩn thấp hèn này hoàn toàn không xứng lãng phí lọ đựng bút này. Dù phụ nữ trên đời chết hết, anh cũng sẽ không yêu cô ta. Nghe thấy chưa, cô từ bỏ ý đồ quyến rũ A Kiêu đi. A Kiêu, vừa nãy anh bảo để em làm vợ chưa cưới của anh, là thật sao? Chỉ là diễn kịch thôi. Bạch Mộng, 3 năm trước tôi có thể khiến Lục Kiêu rời xa cô, thì bây giờ cô cũng đừng hòng gương vỡ lại lành với anh ấy. Chuẩn bị xong chưa? Anh Lục thân yêu của em, sinh nhật vui vẻ. Tầng đầu tiên là vị kem, sau đó là phô mai và sầu riêng. Anh muốn ăn tầng nào trước? Anh muốn nếm thử em trước. Lục Kiêu, sao anh lại biến thành thế này? Sao vậy? Ai bắt nạt con? Bố cho nó biến mất khỏi Giang Thành luôn. Không có, bố, con bị dính mưa, hơi bực bội thôi ạ. Thật không? Cục cưng của bố, con nghe lời bố. Tiếp quản tập đoàn Thế Thịnh, gặp thiên tài kinh doanh mà bố chọn cho con. Con mệt rồi, chúng ta về nhà thôi. Được, 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 mình về nhà. Đi, Bạch Mộng, 3 năm rồi, thế mà cô vẫn ở bên lão già đó. Thậm chí còn muốn vạch rõ ranh giới với tôi vì ông ta. Tôi sẽ không cho cô được như ý đâu. Tôi xin cô đấy, cô tiếp tục phụ trách dự án với Lục thị đi. Sếp Lục nói rồi, nếu cô không kết nối dự án này thì cậu ấy sẽ chấm dứt hợp tác, thế thì tôi sẽ mất việc mất. Tôi không phụ trách dự án thì liên quan gì tới chị Sở chứ? Sao vô lý vậy? Chúng ta đều là người làm công, vô lý hay không? Chủ nói sao thì là vậy, cô đâu phải chủ của Thế Thịnh, đâu có giữ được tôi chứ. Bây giờ chồng tôi thất nghiệp, con phải đi học, mẹ chồng còn đang bệnh, mất đi công việc này
sau này tôi biết sống thế nào. Chị Sở, tôi sẽ phụ trách lần cuối. Sau này tôi không quản được nữa. Cảm ơn Mộng Mộng. Cô yên tâm, sau này tôi sẽ nghĩ cách khác. Bạch Mộng của Thế Thịnh sắp tới gặp sếp Lục. Sếp Trần, là sếp Lục yêu cầu Bạch Mộng tới hạ. Con hồ ly tinh này. Sếp Trần, làm vậy là phạm pháp đó. Sao nào, cô muốn mất việc hả? Tôi làm. Alo sếp Lý, không phải sếp vẫn luôn muốn chơi trò kích thích hả? Hôm nay công ty tôi có một người đẹp tới đó. Mời cô Bạch uống trà, sếp Lục sẽ tới ngay. Sao chóng váng vậy? Ông là ai? Thả tôi ra, thơm quá. Sếp Lục đã thưởng cô cho tôi rồi. Hôm nay, cô ngoan ngoãn hầu tôi đi. Muốn chạy hả? Qua đây cho tôi. Cô đã ra ngoài bán thân kén chọn gì hả? Hôm nay hầu tôi cho tốt vào. Ông chán sống à? Ai đó, mẹ nó, dám phá tao. Sếp Lục, là con nhỏ đó, nó quyến rũ tôi. Được, không sao chứ. Lục Kiêu, anh bị ổi, cô nói gì? Tên biến thái đó nói rồi, anh bảo ông ta tới đây. Chuyện gì vậy? Không phải tôi bảo cô dẫn cô Bạch vào văn phòng sếp Lục luôn à? Xin lỗi, sếp Trần, là do cô Bạch một hai đòi tới gặp sếp Lý. Nói bọn họ sao? Nói bọn họ hẹn nhau nói chuyện ở phòng nghỉ rồi, nhưng tôi không ngờ lại nói chuyện trên giường. Bạch Mộng, cô quá đáng lắm rồi. Tới công ty bọn tôi mùi chài đàn ông luôn. Cô nói láo. Sao cô lại vu khống tôi? Rõ ràng lễ tân không quen cô. Sao lại hãm hại cô? Sao anh không chịu tin tôi? Rõ ràng là tên họ Lý đó muốn hại tôi mà. Sao tôi phải tin cô? Một người có thể làm bất cứ chuyện dơ bẩn gì để trèo lên cao. Tôi không từ thủ đoạn để trèo cao à? Vậy sao anh cứ ép tôi phụ trách dự án của Lục Thị? Cô vì tiền mà chuyện dơ bẩn gì cũng làm, nhưng lại không lấy tiền tôi cho cô. Được, tôi vì tiền cái gì cũng làm được, nhưng tôi chỉ không lấy tiền của anh để chà đạp tình cảm của tôi. Lục Kiêu, tôi cầu xin anh sau này đừng tới tìm tôi nữa. Không phải cô thích cầu xin lắm à? Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi. Cô thật sự ti tiện. Lục Kiêu, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì khiến anh sỉ nhục tôi như vậy? Bạch Mộng, dù cô có không cam tâm đến đâu, tôi cũng sắp kết hôn với A Kiêu rồi. Hơn nữa, Lục phu nhân rất thích tôi. Sau này dù cô muốn làm tiểu tam cũng không có cơ hội. Thế mà Lục Kiêu sắp kết hôn rồi sao? Một con nhân viên quèn còn muốn bám chân tổng giám đốc Lục Thị, đúng là mơ giữa ban ngày. Được rồi, làm nhảm với con khốn như cô ta làm gì? Đi thôi, 3 năm rồi. Bạch Mộng, đoạn tình cảm hoang đường này nên kết thúc được rồi. Đuổi Lý Toàn Phúc, tiện thể tra xem rốt cuộc hôm nay phòng nghỉ đã xảy ra chuyện gì. Dạ. Lý Toàn Phúc là người phụ trách nhiệm vụ quan trọng nhất của Lục Thị, xếp Lục lại vì một cô gái mà đuổi ông ta. Đại tiểu thư, mau tới bệnh viện, lão gia xảy ra chuyện rồi. Cơ mau. Bố sao rồi? Bố không ổn rồi. Bố sẽ không sao đâu. Bác sĩ, mau cứu bố tôi với. Đại tiểu thư, bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi. Lão gia bị tâm bệnh, bọn họ cũng hết cách. Tâm bệnh? Lão gia thấy cô đau khổ vì tình yêu 3 năm dòng, lúc nào cũng buồn bã không vui. Mong là cô có thể ở bên thiên tài kinh doanh mà ông ấy chọn. Sao có thể? Không ổn, tim chủ tịch Bạch ngừng đập rồi. Bố đừng chết. Bố, con đồng ý với bố hết. Bố không sao. Vậy chuyện đi xem mắt chọn vào ngày mai. Bố bỗng dưng không sao rồi. Vậy bố đi với con nhé. Alo, anh bao giờ anh về nước vậy? Chuyến tuần sau. Sao vậy? Nghe có vẻ Mộng Mộng nhà mình không vui. Bố không khỏe. Em hứa với bố cuối tuần đi xem mắt, nhưng em cứ thấy hình như bị bố lừa rồi. Thứ này khá đó. Tăng lương. Cảm ơn chủ tịch Bạch. Em so đo gì với bố? Tính bố vậy đó. Với cả bố đã chọn cho em thiên tài kinh doanh ưu tú nhất Giang Thành rồi. Em cứ đi cho qua chuyện, không thích thì đổi người khác. Vậy được ạ. À? Lục Kiêu, tôi chúc anh với Trần Lê Lê mãi mãi hạnh phúc. A Kiêu, anh lợi hại quá. Anh lại có thể thuyết phục bệnh viện tốt nhất Hải Thành cùng hợp tác phát triển dự án với Lục Thị. Quả nhiên em không nhìn nhầm người. Trần Lê Lê, nhận rõ thân phận của cô đi. Cô chỉ là nhân viên của Lục Thị, đều vì con khốn Bạch Mộng đó. Lục Kiêu mới xa lánh mình thế này. A Kiêu, anh xem, đó là Bạch Mộng mà này, làm tiểu tam thì phải lén lút chứ nhỉ. Bạch Mộng này, sao to gan vậy? Cô ta tới đây không phải tôi khám thai đấy chứ. Bạch Mộng, giờ bắt tận tay dây tận mặt, tôi xem cô giải thích kiểu gì. Lão già kia cho cô bao nhiêu tiền mà khiến cô cam tâm tình nguyện làm tiểu tam 3 năm? Lục Kiêu, anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Đó là bố tôi. Câm mồm, mấy cái trò bố đường này tôi còn lạ gì. Thả Mộng Mộng ra. Dám bắt nạt bảo bối của tôi, đánh chết cậu ta. Dừng tay. Bố, giao cho con xử lý đi. Cậu ta chính là thằng nghèo đó đấy hả? Thằng khốn, nếu còn dám bắt nạt Mộng Mộng, tôi sẽ khiến cho cậu hối hận vì sống trên đời đấy. Bố, đừng nói nữa. Con đó, Lục Kiêu, anh đi đi, đắc tội với bố tôi không có kết cục tốt đâu. Gọi bố nghe thân thiết ghê. Đây là cách chơi mới của ngành nghề dơ bẩn các cô à? Anh nói gì cũng được. Nếu anh không đi thì tôi đành gọi bảo vệ. Mời anh đi.
Bạch Mộng ơi Bạch Mộng, cô bẩn thật. Anh, ôi chao, Bạch Mộng, cô cũng tới đây khám thai hả? Ông già, loại phụ nữ như cô ta sao có thể mang thai con ông được? Ông cẩn thận mừng gụt nha. Cô chán sống hả? Bố, con mệt rồi, chúng ta về nhà thôi. Được, về nhà, vì cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Ôi chao, Bạch Mộng, cô cũng tới khám thai hả? Mộng Mộng, người con nhung nhớ 3 năm, hôm nay con gặp rồi, chắc cũng buông bỏ rồi nhỉ? Mai, con yên tâm, đi xem mắt đi, 3 năm rồi, anh ta đã có con với Trần Lê Lê rồi, mình cũng nên bắt đầu chương mới cho cuộc đời đi thôi. Tầng đầu tiên là vị kem, sau đó là phô mai và sầu riêng. Anh muốn ăn tầng nào trước? Anh muốn nếm thử em trước. Xếp Lục, cô Trần nói với Bạch Mộng là hôm nay anh tới bệnh viện là đi khám thai với cô ta. Mua lại hết cổ phần của Trần Lê Lê ở Lục Thị, không được tôi cho phép thì cô ta không được gặp tôi. Dạ, Trần Lê Lê là đối tác lúc Xếp Lục chấn chỉnh lại nhà họ Lục, bây giờ lại đá cô ta đi vì Bạch Mộng. Rốt cuộc cô gái này có ma lực gì vậy? Đúng rồi, Lý Toàn Phúc đã nói chưa? Ông ta vẫn nhất mực nói. Bạch Mộng quyến rũ ông ta, tiếp tục điều tra. Con trai, mai là ngày xem mắt của con với đại tiểu thư Thế Thị, xem như mẹ cầu xin con đi một lần thôi. Đây là cơ hội để nhà họ Lục chúng ta một bước lên mây. Được, cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi, con nhớ phải ăn mặc thật bảnh vào nhé. Bám được vào Thế Thị là phúc của nhà họ Lục chúng ta đó. Bạch Mộng, tôi là thiên tài kinh doanh Giang Thành, chủ tịch của tập đoàn tài chính đứng đầu thế giới, cũng mong tôi làm con rể của ông ấy. Sao tôi thèm vương vấn loại tầm thường như cô, vĩnh viễn không. Bị mình bắt gian ở bệnh viện, giờ không thèm sĩ diện nữa, giờ đi đâu cũng có đôi có cặp. Bạch Mộng, đúng là tôi đã xem thường cô rồi. Mẹ, con trai, Bạch đại tiểu thư của Thế Thị là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính đứng đầu thế giới. Nếu cô ấy không chịu gả cho nhà bình thường như chúng ta thì con ở rể cũng được. Con nhỏ tên Bạch Mộng đó, con quên nó đi. Sao mẹ lại nhắc Bạch Mộng nữa? Tập đoàn Lục Thị chục tỷ còn con, lúc nào tôi cũng mua được. Mẹ, đại tiểu thư Thế Thịnh họ Bạch, cô ấy tên Bạch gì? Mẹ không biết. Bạch đại tiểu thư trước nay khiêm tốn, không ai biết thông tin của cô ấy. Lần này chủ tịch Bạch đích thân dẫn cô ấy tới gặp con nó, con phải thể hiện tốt vào. Con biết rồi, mình ngu thật. Mình lại liên hệ Bạch Mộng và đại tiểu thư Thế Thịnh với nhau. Nếu xuất thân của cô ta cao quý vậy thật thì có cần phải đi làm tiểu tam vì tiền không? Bố, thiên tài kinh doanh được bố khen hết lời, lại đến muộn nè. Thằng danh này dám sơ suất với bảo bối của bố, bố cho nhà nó phá sản ngay. Bố, bình tĩnh, bình tĩnh, xem mắt là chuyện đôi bên tình nguyện. Con ra ngoài nghe điện thoại đã. À, được. Thằng nhóc này cao su thế nhỉ. Xin lỗi, tôi tới muộn. Sao lại là lão già nhà ông? Cậu chính là thằng nhóc nhà họ Lục hả? Không ngờ chủ tịch của tập đoàn tài chính đứng đầu thế giới, tập đoàn Thế Thị, lại là tên khốn nuôi bồ nhí bên ngoài. Cậu nói gì? Anh, em biết rồi, buổi xem mắt hôm nay em sẽ suy nghĩ cẩn thận, chắc là bên kia tới rồi. Em về trước nhé. Thằng nhóc thối, cẩn thận tôi tát cậu đấy. Bạch Mộng là con gái của tôi. Con gái nuôi hả? Bố đừng như ông biết cách chơi game. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện ông nuôi bồ nhí với đại tiểu thư nhà họ Bạch. Ông cứ đợi gặp sóng gió đi. Được, 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 con gái tôi vào ngay. Tôi xem cậu giải thích với nó thế nào. Bố, anh ấy tới chưa ạ? Sao lại là anh? Cô là con gái ông ta à? Cô thật sự là thiên kim tỷ phú, đại tiểu thư nhà họ Bạch. Lục Kiêu, tôi từng nói với anh rồi, nhưng anh không tin, sao có thể? Mộng Mộng, con đừng để thằng nhóc nghèo này lừa nữa, xem như bố mù. Lại xem cậu ta là con rể tốt cho nhà họ Bạch mình. Bỏ hôn sự này đi, hôm nay bố sẽ cho tập đoàn Lục Thị phá sản. Nếu Bạch Mộng thật sự là thiên kim tỷ phú thì sao lúc học đại học lại hẹn hò với thằng nghèo như mình? Hai người vẫn diễn kịch à? Vở kịch bố đường, con gái nuôi, đúng là tình sâu nghĩa nặng. Thằng nhóc thối, Bạch Tu Hiền tôi một đời quang minh lỗi lạc, cậu lại dám bôi nhọ tôi như vậy. Hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi thủy tinh cung này. Bố, bố ra ngoài trước, con nói chuyện với anh ta. Còn gì để nói? Con có biết vừa nãy cậu ta xỉ vào con khó nghe đến mức nào không? Bố, được, bố cho con 10 phút thôi. Bạch Mộng, thế mà cô lại làm bồ nhí cho chủ tịch Thế Thịnh. Lục Kiêu, anh hiểu lầm rồi. Tôi hiểu lầm gì cô? Cô tưởng lão già kia thật sự yêu cô hả? Yêu sao ông ta không cho cô làm nhân viên chính thức của Thế Thịnh? Đó thật sự là bố tôi. Sao anh không tin tôi vậy? Tin cô gì chứ?
tin người thừa kế của tập đoàn Thế Thịnh, tập đoàn tài chính số 1 toàn cầu sẽ đi làm nhân viên cho công ty nhà mình hả? Anh thích nghĩ thế nào thì tùy, thế nên 3 năm trước anh vì chuyện này mới biến mất à? Cô không có tư cách biết. Bạch Mộng, tôi hiểu hơn bất kỳ ai. Loại nghèo như cô ham mê hư vinh tới mức nào để rửa sạch thân phận tiểu tam của cô, nên chủ tịch Bạch mới nhận cô làm con nuôi. Vừa có thể trở thành phu nhân hào môn, vừa có thể tiếp tục làm tiểu tam. Cô biết chơi thật. Đủ rồi Lục Kiêu, sự nhẫn nhịn của tôi đối với anh có giới hạn. Chuyện xem mắt thì bỏ đi, tôi sẽ nói với bố. Không chừng trị Lục Thị, anh tự lo cho mình đi. Lẽ nào mình thật sự hiểu lầm cô ta? Alo, sếp Lục, Lý Toàn Phúc khai hết rồi. Là ông ta vu khống cô Bạch. Sao cơ? Trông kỹ Lý Toàn Phúc, đợi tôi về xử lý. Mộng Mộng, có phải thằng danh đó lại bắt nạt con? Bố không? Sẽ khiến họ Lục biến mất khỏi Giang Thành. Không có đâu bố. Chuyện năm xưa đều là hiểu lầm. Con đã nói rõ với Lục Kiêu rồi. Bố cũng đừng làm khó Lục Kiêu nữa. Con đó, mềm lòng quá đi thôi. Tuần sau anh con bố sẽ giao chức chủ tịch Thế Thịnh cho con. Sau này, hai anh em con đồng tâm. Bố cho con suy nghĩ thêm đi ạ. Có gì mà nghĩ, sau này con tỏa sáng rực rỡ, khiến thằng nhóc thối đó hối hận xanh ruột. Sếp Lục ơi, tôi thật sự không còn cách nào hết. Muốn trách thì trách lão già kia, cho tôi nhiều tiền quá. Ông ta ép tôi, bảo tôi hãm hại Bạch Mộng. Ông ta nói chỉ cần như vậy thì mới chia cắt được cậu với Bạch Mộng. Là ông ta à? Đúng, chính là ông ta. Là ông ta bảo ông ta bao nuôi Bạch Mộng 3 năm. Bạch Mộng này thấy cậu sắp công thành danh toại thì muốn quay lại với cậu. Ông ta nói ông ta quyết không để chuyện này xảy ra. Cút. Dạ, được. Sếp Lục, phu nhân vừa gọi tới. Bà rất giận vì hôm nay anh với Bạch tiểu thư xem mắt thất bại, muốn anh lập tức tới nhà họ Bạch xin lỗi. Nói với mẹ tôi vĩnh viễn không kết hôn với Bạch Mộng đâu. Dạ. Vĩnh viễn không? Lần đầu mình thấy sếp Lục vì một người phụ nữ mà thất thố đến mức này. Lê Lê, chuyện em dặn dò anh đã làm cho em hết rồi. Em định thưởng anh thế nào đây? Anh Lý, anh đặt phòng, chắc chắn em sẽ chiều anh tới bến. Nhỏ yêu tinh này, Lý Toàn Phúc, ông bị nghi ngờ cưỡng bức người khác ở công ty, tôi phụng lệnh đưa ông lên đồn cảnh sát, chính trị nghiêm khắc. Ơ này, có phải nhầm không? Đi. Cô Bạch, cô mang thai rồi. Nếu không định giữ thì có thể đặt lịch phá thai nhanh nhất vào tuần sau. Bé cưng, dù không có bố, mẹ cũng sẽ chăm sóc tốt cho con. Lê Lê, cảm ơn cháu đã tới bệnh viện với gì. Không có gì mà gì, đây là việc cháu nên làm ạ. Lục Kiêu tưởng anh ấy không gặp mình thì mình hết cách à? Nhận được mẹ anh ấy thì mình vẫn làm Lục phu nhân được. Xin lỗi, dì không sao chứ? Dì ơi, dì không sao chứ? Sao lại là cô? Dì Lục ạ, bớt kiếm cớ tiếp cận tôi đi. Bây giờ cô sống tốt ghê. Đáng thương cho A Kiêu nhà tôi, vì cô mà hỏng buổi xem mắt với con gái của tỷ phú. Bạch Mộng, cô thật sự mang thai với lão già kia rồi à? Lão già đó đẻ được ra cô ấy chứ? Sao cơ? Đúng là cái thứ trơ trẽn. May là con trai tôi không còn yêu cô nữa, không thì danh tiếng của nó sẽ bị cô hủy hết. Dì Lục, nếu cháu nói đứa con này là của Lục Kiêu, dì tin không? Bạch Mộng, cô trơ trẽn quá rồi đấy. Tháng trước ở bệnh viện thì bảo đứa con này là của lão già kia, sau tháng này lại biến thành con của A Kiêu. Cô đúng là thứ mặt trơ chán bóng, mang thai con của một lão già, còn muốn con trai tôi đổ vỏ. Dì Lục, dì tin lời Trần Lê Lê vậy à? Cô còn dám đánh trả hả? Dì ơi, dì không sao chứ? Bạch Mộng, rõ ràng cô biết dì Lục bị bệnh tim mà cô còn cố tình chọc giận dì ấy. Cô muốn chọc dì ấy tức chết à? Đau quá, còn giả vờ yếu đuối. Hôm nay tôi phải thay A Kiêu dạy dỗ cô thật đàng hoàng. A Kiêu, sao anh tới đây? Bác sĩ. Lục Kiêu, giúp tôi gọi bác sĩ với, tôi đau quá. Con trai ngốc, cô ta đã mang thai con người ta rồi, con còn bị cô ta lừa. Đúng vậy đó A Kiêu, vừa nãy cô ta còn đánh gì Lục nữa đó. Bây giờ thấy anh tới nên mới giả vờ yếu đuối thôi. Không, là Trần Lê Lê gây sự. Lục Kiêu, anh tin tôi,
Chúng ta ở bên nhau 4 năm, đứa con này thật sự là của anh. Cút ra. Mộng Mộng, Bạch Mộng, cô cũng mặt dày quá rồi đấy. Cô lại để mặc tên đàn ông này đánh A Khiêu. Con hồ ly tinh nhà con dám vu khống Mộng Mộng. Tôi là anh trai con bé. Bác sĩ, bệnh nhân chảy máu rồi, rất có thể sẽ sảy thai, phải đưa vào phòng cấp cứu ngay sau cơ. Mau. Lục Kiêu, nếu con rời xa tôi sẽ hận anh suốt đời. Lẽ nào là lần đó con của em? Mộng Mộng, em đừng kích động. Có phải con của em không còn nữa không? Mộng Mộng, quên Lục Kiêu đi, cậu ta không hề yêu em. Cậu ta không xứng để em tự giày vò mình như vậy. Anh ra ngoài trước đi. Em muốn yên tĩnh một lát. Anh ở bên em. Anh. Được. Bạch Mộng, anh biết rồi à? Cô còn dám hỏi. Tôi mới chạm vào cô 1 tháng trước. Đây là con của ai? 8 tuần. Không thể nào. Rõ ràng con của tôi là 5 tuần mà. Báo cáo này không phải của tôi. Bạch Mộng, đừng tưởng cô bị sảy thai thì chết không đối chứng. Tờ siêu âm này đã viết rõ ràng cả rồi. Cô còn không chịu thừa nhận à? Là cô đã cháo báo cáo của tôi. Đúng không? A Kiêu, anh xem cô ta đi. Rõ ràng là cô ta mang thai con của lão già kia, muốn anh đổ vỏ. Bây giờ còn muốn đổ oan cho em. Bạch Mộng, cô làm tôi thấy ghê tởm. Lục Kiêu, sao anh không chịu tin tôi? Tình cảm 4 năm đại học của chúng ta lẽ nào không bằng vài câu nói của Trần Lê Lê? Tôi xem như 4 năm đại học yêu nhầm một con chó. Tôi xem như 4 năm đại học yêu nhầm một con chó. Lục Kiêu, anh sẽ hối hận đó. Tôi hối hận. Hối hận yêu phải con hồ ly tinh không biết liêm sỉ như cô. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Mọi thứ đều kết thúc rồi. Mộng Mộng, Mộng Mộng. Mộng Mộng, vừa nãy lúc bố vào, thấy thằng khốn nạn nhà họ Lục đi ra, có phải nó lại bắt nạt con không? Không phải, bố. Tự con ngã xuống đấy hả? Đến lúc này rồi mà con còn bảo vệ cậu ta. Đứa nhỏ, có phải cũng là con của cậu ta không? Lập tức làm nhà họ Lục phá sản. Tôi muốn thằng danh đó ngồi tù mọt gông. Bố, bố cũng đừng giận. Chuyện này Mộng Mộng có suy nghĩ riêng của mình. Bố, chuyện này xem như dừng ở đây đi bố. Cậu ta đã hại con sảy thai rồi. Con vẫn bảo vệ cậu ta. Con đã vạch rõ ranh giới với anh ta rồi. Sau này con không muốn có liên quan gì tới anh ta nữa. Được. Bố có thể nghe theo con, nhưng con phải hứa với bố, sau khi con khỏe hẳn thì con phải tiếp quản tập đoàn Thế Thịnh luôn, trở thành chủ tịch của Thế Thịnh. Bố muốn thằng danh nhà họ Lục đó biết con là sự tồn tại mà cả đời cậu ta cũng không với tới được. Con là sự tồn tại mà cả đời cậu ta cũng không với tới được. Vậy thì chúc mừng chủ tịch mới của tập đoàn Thế Thịnh chúng ta. Lục Kiêu, khi tôi trở thành chủ tịch của Thế Thịnh, anh có hối hận không? Tin vắn, tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu, Thế Thịnh, hôm nay đã có sự chuyển đổi ở vị trí chủ tịch. Đại tiểu thư nhà họ Bạch chính thức trở thành chủ tịch Thế Thịnh. Buổi bổ nhiệm hôm nay, bố đã đặc biệt mời truyền thông toàn cầu trực tiếp, chính là để con tỏa sáng rực rỡ. Sao con cứ phải đeo khẩu trang vậy? Bố, bây giờ con là chủ tịch của Thế Thịnh, tỷ phú số 1 toàn cầu mới. Bố nói xem, người cả thế giới đều biết mặt con, bố không sợ con bị người ta bắt cóc hả? Cũng đúng, con xem, bố suy nghĩ không chu đáo. Em biết cách lừa người ta như vậy từ bao giờ vậy?
Làm gì có lý đấy, nhà họ Lục bắt nạt người khác quá đáng. Bố, sao vậy ạ? Đây chính là kết quả của việc con nhẫn nhịn đủ đường, con tự xem đi. Loại phụ nữ ham mê hư vinh này, tôi nguyền rủa cô ta suốt đời không được coi phim của Vita Media. Chủ tịch Thế Thịnh, chắc đẻ ra cô ta được luôn ấy. Đây chính là gái đào mỏ, thà khóc trên BMW kép chứ không muốn cười trên xe đạp hả? Hào môn xem trọng gia thế nhất, con gái của nhà nghèo mà đòi tham sang quyền quý, bay lên cành cao thành phượng hoàng, mơ giữa ban ngày gì thế? Bố, chưa chắc là Lục Kiêu đã mua hot search này đâu ạ. Lên được hot search, dù không phải Lục Kiêu đăng, thì chắc chắn nhà họ Lục cũng đập tiền đẩy bài. Còn tham sang quyền quý, con gái của Bạch Tu Hiền bố, bây giờ là chủ tịch của Thế Thịnh, tỷ phú số 1 toàn cầu, cần gì bám víu ai? Dương Vũ, lập tức hạ lệnh cấm nhà họ Lục ạ. Bố, bỏ qua đi ạ. Nếu bố vì con mà ra tay đối phó với nhà họ Lục, thì chẳng phải chứng minh lời đồn con là tình nhân của bố. Ơ, sao chuyện này càng chứng minh thì càng không sạch thế? Được rồi, đừng giận nữa bố. Nhà họ Bạch chúng ta là tập đoàn tài chính đứng đầu thế giới. Đám truyền thông lá cải này bỏ tiền mua đứt là xong à? Những chuyện nhỏ này cứ để con lo đi. Đúng rồi, hình như sắp tới sinh nhật Mộng Mộng rồi. Bố nên nghĩ thử nên tặng quà sinh nhật gì cho con bé thì hơn. Con đã nhắc nhở bố rồi. Ngày mai nhà họ Trương sẽ tổ chức đấu giá ở khách sạn Thủy Tinh Cung của nhà chúng ta. Sản phẩm nổi bật nhất là viên kim cương vàng lớn nhất thế giới, Nhật Lạc Chi Tinh. Bố nhớ là Mộng Mộng rất thích món đồ đó. Đi mua nó về đi. Nhật Lạc Chi Tinh, viên kim cương vàng lớn nhất thế giới. Nhật Lạc Chi Tinh nặng đến 100 carat. Nhật Lạc Chi Tinh đẹp quá. Đợi anh kiếm được tiền, anh sẽ mua cho em. Bố, con đã không thích Nhật Lạc Chi Tinh nữa rồi. Con đừng nói nữa. Tử Hàn, mai con đi với Mộng Mộng nhé. Vừa hay để những gia tộc nhỏ ở kinh thành làm quen với chủ tịch mới của Thế Thịnh chúng ta. Dạ. Sếp Lục, những luồng dư luận đối phó với cô Bạch bây giờ đã mất hết rồi. Làm khá lắm. Không phải tôi làm. Những truyền thông mắng cô Bạch đều bị phòng PR của Thế Thịnh mua lại hết. Phòng PR của Thế Thịnh. Đó thật sự là bố tôi. Lẽ nào Bạch Mộng nói đúng? Sếp Lục, anh đang nói gì vậy? Cậu đi điều tra quan hệ của Bạch Mộng với phòng PR. Dạ. Sếp Lục, buổi đấu giá trang sức ở khách sạn Thủy Tinh Cung ngày mai sẽ bán đấu giá Nhật Lạc Chi Tinh, anh có tham gia không? Có. Dù sao thì lúc học đại học tôi đã hứa với ai đó sẽ mua Nhật Lạc Chi Tinh cho cô ta. Đây là lần đầu sếp Lục chủ động mua quà cho phụ nữ. Rốt cuộc Bạch Mộng có ma lực gì vậy? A Kiêu nhà gì cũng xem như là tuổi trẻ tài cao, nhân tài vượt trội, sao nhà họ Bạch lại không vừa ý thế chứ? Dì ơi, cháu cảm thấy chuyện này rất có thể là do Bạch Mộng gây ra đấy hả? Lúc đầu là cô ta ngoại tình trước, chắc là cô ta sợ A Kiêu trả thù nên mới không muốn A Kiêu trở thành con rể nhà họ Bạch. Con hồ ly tinh đáng chết này, dì đã nói với mấy bà bạn thân dì sắp được làm mẹ chồng rồi. Bây giờ chuyện ra thế này, nhà họ Lục sắp trở thành trò cười của cả Giang Thành rồi. Dì ơi, nếu dì không chê thì cháu cũng có thể làm vợ chưa cưới của A Kiêu đó. Cháu hả? Cháu có thể làm thế thân mà. Nếu A Kiêu tìm được chính chủ thì cháu sẽ lập tức rời đi. Vậy cũng được. Như vậy cũng đỡ hơn để nhà họ Lục thành trò cười cho Giang Thành. Bạch Mộng, bây giờ tôi đã lấy được thân phận thiếu phu nhân nhà họ Lục. Tôi không tin cô vẫn bám giết lấy A Kiêu. Cô Trần, cô tới rồi hả? Sếp Lục đã đợi bên trong rồi. A Kiêu tới rồi à? Dạ, anh ấy đã tới từ sớm. Cô ấy mặc đồ cao cấp quá. Bộ đồ này tôi mới chỉ thấy trong tivi thôi. Ngưỡng mộ người giàu quá. Cô ấy nhìn về phía chúng ta kìa. Bạch Mộng, đây là trai bao mới của cô hả? Hay là anh chồng vàng cô mới câu được? Trần Lê Lê, cô ăn nói lịch sự vào. Đây là anh trai tôi, lão già lần trước nói cô là con gái ông ta. Đây lại là anh trai cô. Các người chơi cũng bung nóc quá nhỉ. Cô muốn chết à? Có người muốn giết tôi. Tôi sợ quá đi. Vô Chi, tôi là người phụ nữ của thiên tài kinh doanh Giang Thành, Lục Kiêu, phu nhân tương lai của tập đoàn Lục Thị. Nhà giàu mới nổi như anh dám nói chuyện với tôi như vậy, tốt lắm.
Rất hiếm người dám nói chuyện với tôi như vậy đấy. Anh, bỏ đi. Chấp nhất với con hồ ly tinh này chỉ khiến người ta chê cười. Cũng đúng, chúng ta đi thôi. Cô Trần, hai đứa khốn kiếp này dám khinh thường tôi. Bạch Mộng, cô đã mất sạch danh tiếng trên mạng xã hội rồi. Tôi mà là cô, tôi chẳng dám vác mặt ra ngoài đâu. Vậy thì cô đừng ra. Cô chẳng quá chỉ là con đàn bà dùng thân thể đổi lấy hợp đồng. Dựa vào đâu mà dám như vậy với tôi bằng thái độ này? Dựa vào, tôi là chủ tịch của tập đoàn Thế Thịnh, tỷ phú số 1 toàn cầu mới, đủ không? Dựa vào, tôi là chủ tịch của tập đoàn Thế Thịnh, tỷ phú số 1 toàn cầu mới, đủ không? Lẽ nào là tập đoàn Thế Thịnh danh tiếng lẫy lừng trên mạng hả? Thật hơn vàng. Sao có thể? Đúng, chắc chắn cô ta giả mạo. Sếp Tôn, sếp Tôn, cô Trần, cô đã đắc tội với chủ mới của chúng tôi, đừng gọi tôi nữa, mau đi đi. Sếp Tôn, anh có chắc muốn tin lời một con nhỏ nói dối như cuội không? Anh nghĩ đi, Thủy Tinh Cung này chỉ là một khách sạn nhỏ dưới trướng Thế Thịnh thôi. Chủ tịch mới nhậm chức như cô ta sao có thể tới đây thị sát? Đúng nhỉ? Cũng vô lý. Nào, cô Trần, nào, đứng lên đã. Rõ ràng cô ta tới đây để gây sự. Nếu để cô ta làm hỏng buổi đấu giá công việc của anh, đừng hòng giữ nữa. Không được, tôi không thể mất việc. Cô Trần, đi, chúng ta mau đi xem thử. Mộng Mộng, buổi đấu giá hôm nay chủ của tập đoàn Trương Thị, Trương Thiên Khởi cũng sẽ tới. Anh, em không gặp ông ấy được không? Ông ấy cứ gọi cô út mãi, phiền chết đi được. Đó là cháu trai của em đó, sao không gặp được? Dù em không muốn gặp thì ông ấy tới cũng sẽ chủ động tìm em. Nói đúng lắm. Bạch Mộng, để tôi tìm được cô rồi. Để tôi tìm được cô rồi. Trần Lê Lê, cô muốn chết hả? Cô nhập vai sâu thật, tưởng mình là chủ tịch của Thế Thịnh thật à? Nếu cô lợi hại như vậy thì lúc học đại học có cần phải ăn mì tôm với bọn tôi không? Đứng ở địa bàn của nhà họ Bạch mà dám giả mạo đại tiểu thư nhà họ Bạch, tôi thấy cô chán sống lắm rồi. Cô Trần nói đúng, cô đã ăn gan hùm mật gấu thật hả? Tìm đại một gã ngoài đường rồi tới Thủy Tinh Cung của tôi mạo danh đại tiểu thư của nhà họ Bạch, nếu không muốn chết thì lập tức cút đi ngay cho tôi. Nếu không, cô không có kết cục tốt đâu. Xem ra lâu lắm rồi tôi không về nước. Nhiều người đã quên mất tôi trông thế nào, còn tưởng mình là đại thiếu gia nhà họ Bạch thật hả? Anh có biết vào được đây thì phải chứng minh được có bao nhiêu tài sản không? 5 triệu tệ đó. Anh có nỡ tiêu nhiều tiền như vậy cho con khốn này không? Anh, bỏ đi, dù sao thì cũng là khách sạn nhà không mình, cần phải động tay động chân. 5 triệu đúng không? Mức mà Tiểu Trương đặt ra đúng là hơi thấp. Cô tưởng mình thuê một bộ lễ phục cao cấp thì có thể không cần kiểm tra hả? Đi đi, đi đi, nếu không có đủ tiền thì cút ngay cho tôi, chỉ là 5 triệu thôi mà. Tôi trả thiếu, cứ thoải mái kiểm tra, nếu cô có 5 triệu thật thì tôi sủa ngay ở đây. Xem ra cô phải sủa thật rồi. Cô ơi, mời cô xuất trình thẻ ngân hàng. Kiểm tra lẹ đi. Kiểm tra xong thì đuổi cổ con khốn không biết điều nhà cô ra ngoài ngay cho tôi. Giám đốc, giám đốc. Qua đây với tôi. Bạch Mộng, nhân viên kiểm tra này cũng đã bị cô mua chuộc rồi. Để được tham gia buổi đấu giá, cô vắt cạn cả óc ấy nhỉ. Gà rừng giả làm phượng hoàng thì vẫn là gà rừng, còn không nhận ra cả thẻ đen. Thẻ đen? Không phải là thẻ đen cả thế giới chỉ có 10 tấm đó chứ? Thẻ đen này ở cả Giang Thành e là chỉ có nhà họ Bạch giàu nhất mới có. Đúng là cô đã vắt nát óc để đóng giả đại tiểu thư nhà họ Bạch đó. Vô Chi, anh này, tôi thấy anh rất đẹp trai, chắc điều kiện gia đình cũng khá nhỉ. Anh không biết đâu nhỉ, con khốn này thời gian trước đã mang thai với một lão già, còn sảy thai nữa. Anh vội vàng làm kẻ đổ vỏ vậy hả? Cô chán sống. Hỗn xược, câm lại, nghe chưa, bảo anh im lại đó. Tôi bảo cô im, anh điên hả? Anh dám đánh tôi? Xin lỗi, Bạch tiểu thư, đừng để lộ thân phận của tôi. Thông qua kiểm tra của chúng tôi, thẻ này thật sự có 5 triệu, chúc cô mua được vật mình thích. Tôn Cường, anh nhầm rồi hả? Một con hồ ly tinh bán thân mà có 5 triệu được hả? Thẻ này đã qua kiểm tra của chúng tôi rồi, không vấn đề gì cả. Sao có thể? Trần Lê Lê, có chơi có chịu. Bây giờ cô nên thực hiện lời hứa rồi. Trần Lê Lê, có chơi có chịu. Bây giờ cô nên thực hiện lời hứa rồi. Hứa gì chứ? Không biết, tôi đi trước đây. Cô muốn quỵt hả? Ở Giang Thành, chưa ai dám lật lọng với Bạch Mộng tôi đâu. Cô muốn làm gì? Bạch Mộng, cô điên hả?
dám sỉ nhục tôi như vậy. Trước đây tôi nhịn cô nhiều là vì tôi còn yêu Lục Kiêu. Nhưng sau này, nếu cô còn dám chọc giận tôi thì tôi đảm bảo cô sẽ chết rất thảm. Thả cô ấy ra. A Kiêu, A Kiêu, em đau quá. Bạch Mộng, tốt xấu gì Trần Lê Lê cũng là nhân viên của Lục thị, cô sỉ nhục cô ấy như vậy, cô cũng khinh thương nhà họ Lục tôi quá. A Kiêu, anh không biết đấy, con khốn này dẫn theo thằng kia kìa, mạo danh đại tiểu thư nhà họ Bạch bắt nạt em ở buổi đấu giá, vậy là muốn Lục thị mất hết mặt mũi. A Kiêu, cô giỏi thật, đây là tình mới của cô à? Lần này cô tham gia buổi đấu giá là để tìm bố đường mới à? Thả Mộng Mộng ra. Anh không cần phải bẩn tay vì loại ngu si này. Lục Kiêu, trước đây tôi nhịn anh là vì tôi còn tình cảm với anh, nhưng bây giờ ở trong lòng tôi anh chẳng khác gì mấy con chó con mèo ngoài đường. Anh không còn tư cách khiêu khích giới hạn của tôi nữa. Lần trước là con gái, lần này là em gái. Mấy lời lừa gạt trai giả của cô bẩn thật đấy. Ít nhất anh không có tư cách khiến tôi phải nịnh bợ. Anh, chúng ta đi. Đợi đã, cô đánh tôi mà còn muốn thời gian đấu giá. Giám đốc Tôn, đuổi người. Tôi có thể tham gia buổi đấu giá này hay không, anh không có tư cách quyết định. Xếp Lục lại. Bạch tiểu thư có thể tham gia đấu giá, cô ta có 5 triệu không? Bạch tiểu thư không những có 5 triệu tệ mà còn sở hữu thẻ đen mà cả thế giới chỉ có 10 thẻ. Xếp Lục, chuyện này anh đừng nhúng tay vào nữa. Thẻ đen, sao có thể? Rốt cuộc Bạch Mộng cho anh cái gì mà anh lại nói dối giúp cô ta như vậy? Bạch tiểu thư, không cho tôi cái gì hết. A Kiêu, đừng nói nhiều với họ nữa, sếp Trương rất đề cao anh mà. Anh kể lại chuyện họ gây sự ở đây cho sếp Trương là được rồi. Sếp Trương là hào môn do chủ tịch Bạch của Thế Thịnh đích thân cất nhắc. Bạch Mộng, cô dám mạo danh đại tiểu thư nhà họ Bạch ở tiệc của ông ấy, cô chết chắc rồi. Sếp Trương là người phép tắc lắm, dám gây sự ở buổi đấu giá. Cô gái này đúng là tự tìm đường chết mà. Người nghèo mà, thích bám vào cành cao nên sẽ phải liều. Bạch Mộng, đây là thứ cô muốn à? Chỉ cần cô rời khỏi buổi đấu giá, tôi sẽ tha cho cô. Tiểu Trương mà đòi xử lý tôi, ông ta có bản lĩnh đó không? Cháu mà đánh cô, e là sẽ bị trời đánh đó. Tên khốn nhà anh còn giúp Bạch Mộng đứng đây thấy sang bắt quàng làm họ. Cô ta mà là cô út của Trương Thiên Khởi thì tôi là mẹ ruột của Trương Thiên Khởi. Cô của tôi là đại tiểu thư nhà họ Bạch, đứng trên vạn người, kẻ nào đứng đây mạo danh cô ấy? Sếp Trương, Bạch Mộng, cô toi đời rồi. Sếp Trương, chào ông, tôi là Trần Lê Lê, tôi là nhân viên của tập đoàn Lục Thị, chúng ta từng ăn cùng nhau rồi đó. Sếp Trương, lâu rồi không gặp. Sếp Lục, cậu cũng ở đây à? Vừa nãy tôi nghe nói có người mạo danh cô của tôi ở đây, chuyện gì vậy? Chính là cô ta, con hồ ly tinh này, mạo danh đại tiểu thư nhà họ Bạch. Tên đàn ông bên cạnh cô ta còn mạo danh đại thiếu gia nhà họ Bạch nữa, đúng vậy không? Sếp Trương, không phải vậy, ông đừng nghe anh ta nói láo. Anh ta ấy à, bị hai người này mua chuộc rồi. Hôm nay anh ta quậy ở tiệc của ông, bao nhiêu hào môn của Giang Thành đều đứng đây xem cả nó. Nếu ông xử lý không ổn thì là vả vào mặt nhà họ Trương rồi. Bạch Mộng, hôm nay tôi sẽ mượn tay Trương Thiên Khởi diệt trừ cô luôn. Tôi muốn xem thử là ai dám gây sự trong buổi đấu giá của nhà họ Trương tôi. Ôi cô út, sao cô tới đây? Ôi cô út, sao cô tới đây? Trương Thiên Khởi gọi Bạch Mộng là cô thật, lẽ nào cô ta thật sự là đại tiểu thư nhà họ Bạch? Chú út cũng ở đây ạ. Cô chú cần gì cứ nói cháu cho người đưa tới nhà cho cô chú. Sao còn vất vả tới đây? Thiên Khởi, cô với anh trai chỉ tới xem chút cho vui, không muốn để lộ thân phận. Sếp Trương, tuy tôi chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng buổi đấu giá của các ông không phải qua vòng kiểm tra tài chính là được vào hả? Đúng, cô. Gái này, à thì cho tôi coi thẻ của cô đi. Sếp Trương, đây là thẻ đen, toàn thế giới chỉ có 10 thẻ. Cô nghĩ tôi không biết à, mà dạy tôi làm việc. Cô gái này, tôi đã kiểm tra tài chính xong rồi. Hai vị, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi, mình nhanh chóng vào thôi. Bạch Mộng, xem ra 3 năm qua cô làm việc cũng có hiệu quả lắm. Dụ dỗ lão già kia cho cô thẻ đen luôn, nhưng đấu giá vung tiền như nước, cô dám tiêu không? Ngu ngốc, cô. Sếp Trương, ông đừng để con hồ ly tinh này vào buổi đấu giá. Hơn nữa, cô ta còn mạo danh đại tiểu thư nhà họ Bạch nữa. Nếu để nhà họ biết
chắc chắn sẽ truy cứu. Láo toét, cô ấy họ Bạch, cô ấy chính là đại tiểu thư nhà họ Bạch. Hai vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, mời mọi người vào chỗ ngồi. Không gấp. Trần Lê Lê, lời hứa của cô còn chưa thực hiện xong đâu. Bạch Mộng, cô đừng bắt nạt người quá đáng. Không phải vừa rồi tôi đã quỳ với cô rồi à? Chúng ta đâu cược như thế. Chẳng lẽ ngay trước mặt xếp Trương cô còn muốn quỳ à? Không cần biết hai người cược gì, tôi khuyên cô mau làm nhanh đi. Không cần biết hai người cược gì, tôi khuyên cô mau làm nhanh đi. A Kiêu, họ bắt nạt em, anh giúp em đi. Xếp Trương, ông làm thế không tốt lắm đâu. Lục Kiêu, cậu là người thông minh. Buổi đấu giá thủy tinh cung này là một sự kiện lớn với nhà họ Trương, không ngờ cậu lại mang theo một đứa ngốc đến đây làm trò cười, làm mất thể diện của hào môn, ngang với Cát Đường tài lộ. Chuyện này không thể thương lượng được. Xin lỗi đi. Nhưng A Kiêu, tôi bảo cô xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi á? Tôi nhớ là cô phải sủa tiếng chó chứ nhỉ. Bạch Mộng, cô đừng bắt nạt người quá đáng. Tôi cứ bắt nạt cô đấy thì sao? Hôm nay tôi cứ muốn nghe tiếng chó sủa đấy. A Kiêu, hôm nay có là ông trời xuống giúp thì cô cũng phải sủa. Gâu gâu gâu. Không nghe rõ. Gâu gâu gâu. Vẫn chưa nghe rõ. Gâu gâu gâu, được chưa hả? Gâu gâu gâu, được chưa hả? Tiếng chó sủa ở đâu vậy? Sao lại không thấy chó đâu? Chắc không phải chó cưng, nhìn dáng vẻ vô học kia thì là chó hoang rồi, thế còn tạm được. Anh trai, mình đi thôi. Bạch Mộng, cô thực sự muốn đi theo con đường làm tình nhân sao? Hình như trí nhớ của sếp Lục không tốt lắm nhỉ? Anh quên là chúng ta đã sớm cắt đứt quan hệ rồi sao? Cô để ý anh ta thế sao? Muốn vạch rõ ranh giới với tôi à? Người tôi để ý đã chết lâu rồi. 3 năm trước, khi anh ta đột nhiên biến mất, khi anh ta làm nhục tôi hết lần này đến lần khác, nói tôi bám vào người quyền quý, muốn để người khác làm tình nhân của mình, thì anh ta đã chết rồi. Lục Kiêu, anh nhớ kỹ nhé. Tôi không cần bán mình cho hào môn, tự tôi đã chính là hào môn rồi. Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm rồi sao? Lục Kiêu, cậu được gọi là thiên tài kinh doanh Giang Thành, chắc cũng là một người thông minh. Tôi khuyên cậu tránh xa người phụ nữ thích. Xin chuyện này đi, tự giữ lấy mình. Vừa rồi là cô chủ động kiếm chuyện hả? Không phải em, A Kiêu, không phải em, là Bạch Mộng. Trần Lê Lê, tôi đưa cô đến đây là vì thiếu một bạn nữ đồng hành. Thân phận vợ chưa cưới của cô chỉ là bia đỡ đạn cho nhà tôi thôi. Lục Kiêu, anh quên rồi. Chỉ cần em vẫn còn thân phận vợ chưa cưới thì anh với Bạch Mộng sẽ không bao giờ được ở bên nhau. Sếp Lục, chỗ ngồi của anh là số 2 hàng đầu. Điều tra xem thẻ đen của Bạch Mộng là ai. Vâng. Còn nữa, tra xem người đàn ông bên cạnh là ai. Vâng. Đi đi. Đây là lần đầu tiên sếp Lục quan tâm đến một người phụ nữ như thế. Hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi đấu giá của Trương Thị. Đây là vật phẩm đầu tiên của hôm nay. Tranh sơn thủy của danh họa Ngô Hoa, giá khởi điểm 500.000, 600.000. Người cầm biển hình như là vợ chưa cưới của sếp Lục. Nghe nói tối qua lúc đánh mặt trực với Lục phu nhân, bà ấy còn khen con dâu mình lắm. A Kiêu, dì thích tranh của Ngô Hoa, mua nó về tặng cho dì nhé. Lê Lê, cô làm vợ chưa cưới có trách nhiệm quá. Sở thích của mẹ chồng tương lai mà cũng biết rõ vậy. Tất nhiên rồi, tôi là vợ chưa cưới của A Kiêu, tất nhiên phải suy nghĩ chu toàn cho Lục thị. Cũng nhân tiện nhắc nhở ai đó, đừng suốt ngày mơ tưởng đàn ông của người khác. Đúng vậy, nên để thứ quê mùa không hiểu sự đời nào đó nhận ra khoảng cách giữa người nghèo và người giàu. Ếch ngồi đáy giếng. Cô, thưa cô, xin hãy giữ im lặng. Em thích không? Không thích. Nhưng nếu Trần Lê Lê muốn mua thì em lại muốn cướp. Được. 1 triệu. 1,5 triệu. Đã 1,5 triệu rồi, còn ai ra giá nữa không? Thế mà lại có đứa ngốc bắt nhịp theo nữa. Em dạy cho cô ta một bài học đi. 3 triệu. Wow, cô đây đã trả 3 triệu.
con hồ ly tinh này rõ ràng muốn tranh bức tranh này với mình. Để lấy lòng Lục phu nhân, không có cửa đâu. 3,5 triệu. Cô Bạch, tuy tranh này rất đẹp, nhưng cao nhất cũng chỉ đáng 3 triệu thôi. Nếu cô còn tiếp tục ra giá thì sẽ chịu thiệt đó. Có lắm kẻ đã nghèo nàn, trong túi không có tiền thì đừng đấu giá làm gì, đừng để đến lúc trả tiền không lấy được tiền ra thì mất mặt lắm. Đúng vậy, đây là buổi đấu giá của Trương thị, không phải giống như chọn rau ở chợ, cứ không muốn mua là được. Bạch Mộng, dừng lại đi, mẹ tôi sẽ không nhận quà cô tặng đâu. Phu nhân, cảm ơn đã nhắc tôi, nhà họ Bạch không thiếu tiền. 5 triệu. Ôi trời ơi, cô đây đã ra giá 5 triệu. Không phải cô Trần chỉ một lòng muốn mua bức tranh này cho mẹ chồng tương lai à? Vậy thì mau thể hiện trước mặt chồng chưa cưới đi, còn ai ra giá cao hơn không? 5 triệu lần 1. 5 triệu lần 2. 5 triệu. Thôi đi, Lê Lê, bức tranh này không đáng giá thế đâu. Bạch Mộng, chắc đây là tất cả tiền của cô rồi nhỉ, muốn đấu với tôi hả? Hôm nay tôi sẽ khiến cô mất hết mặt mũi ở đây. 5,5 triệu. Hay lắm, không hổ là vợ chưa cưới của sếp Lục. Để làm vui lòng mẹ chồng tương lai, cô cũng chịu chi thật. Ra giá đi, cô ra giá tiếp đi. Không phải cô muốn đọ với tôi xem ai nhiều tiền hơn à? Cho xin đấy. Tôi đâu ngốc, đứa ngốc cũng biết bức tranh này chỉ đáng giá 3 triệu. Chỉ có đứa ngốc mới chi 5,5 triệu mua về. Đúng là không có não. Mấy năm nay ở Giang Thành, nhà họ Trần ngày càng kém đi cũng không phải là không có lý do. Cô bỡn cợt tôi hả? Có à, tôi rất thích bức tranh này, nhưng mà không đỡ nổi cô ngốc lắm tiền như cô. Thưa cô, xin có chuyện gì thì mời ra ngoài nói. Anh thì là cái thá gì, dám quản tôi hả? Ngồi xuống, đừng làm mất mặt nữa. 5,5 triệu lần 1. 5,5 triệu lần 2. 5,5 triệu lần 3. Chốt đơn. Chúc mừng cô Trần, bức tranh này đã là của cô. Bức tranh 3,5 triệu mà lại mua với giá 5,5 triệu. Người nào chịu chi thêm 2,5 triệu thì cũng là đầu ngốc. Anh, sao lại nói thế được? Người ngốc tuy đầu óc không nhanh nhạy lắm, nhưng cũng biết dùng chữ hiếu để nịnh bợ lắm. Hừ, con nhỏ ăn hại, cô chờ đó. Không sao đâu Lê Lê, chỉ cần gì Lục thích là được, có chi bao nhiêu cũng đáng. Phải đó, ai bảo tôi lại là vợ chưa cưới của A Kiêu chứ. Cô Bạch, nhìn là biết cô gái này là kiểu có thù tất báo, lại là vợ chưa cưới của sếp Lục, nếu cô đắc tội cô ta có khi sẽ bị trả thù đó. Phu nhân, không sao đâu, tôi với cô ta vẫn còn món nợ cần tính. Sếp Lục, chính con nhỏ này đã quyến rũ tôi chứ. Trần Lê Lê, món nợ của chúng ta còn phải tính nhiều lắm. Bây giờ sản phẩm được đưa lên là món đồ có giá trị cao nhất của buổi đấu giá hôm nay, được mọi người mong chờ nhất, kim cương vàng nặng 100 carat nhật lạc chi tinh. Hôm nay chắc cũng có nhiều người đến đây vì viên kim cương cao cấp này. Nhật lạc chi tinh này hôm nay sẽ là của em. Cảm ơn anh. Bạch Mộng, chủ tịch Bạch của Thế Thịnh không mua viên nhật lạc chi tinh này cho cô nên cô lại đổi sang một gã trai lạ khác sao? Giá khởi điểm là 10 triệu. Mời ra giá. 18 triệu. 18 triệu. Có ai ra giá nữa không? Sếp Lục tự nhiên tăng lên 8 triệu, muốn mua về cho cô viên kim cương tượng trưng cho tình yêu cả đời này. Anh ấy yêu cô thật đấy. Tất nhiên rồi, A Kiêu luôn rất hào phóng với tôi, không giống một số người chắp vá khắp nơi mới kiếm đủ tiền kiểm tra tư cách còn chưa đủ số tiền lẻ của viên kim cương này nữa. Cái gì, đến buổi đấu giá cao cấp thế này mà chỉ mang đủ tiền để kiểm tra tư cách? Đã nghèo còn thích giả ngầu làm gì? Bạch Mộng, đây là thế giới của người nghèo và người giàu đấy. Dù cô vào được đây thì cũng chỉ là một con hề bị người ta cười nhạo thôi. 30 triệu. 30 triệu. Cô nghĩ đây là chợ rau, có thể tùy tiện tăng giá à? Tôi thích thế đấy, cô có dám theo không? Vậy không mau bảo A Kiêu của cô chi tiền cho cô đi. Bớt khiêu khích đi, Lê Lê là vợ chưa cưới của sếp Lục, đừng nói là viên nhật lạc chi tinh này, dù có là tập đoàn Lục thị, chỉ cần Lê Lê nói, sếp Lục cũng sẽ tặng cho ngay. Con ngốc này, thân phận vợ chưa cưới của mình chỉ là bia đỡ đạn cho Lục Kiêu thôi, sao anh ấy có thể chi nhiều tiền thế cho mình được? 35 triệu. A Kiêu, anh tốt với em quá, mới chút tiền đó đã coi là tốt rồi sao? 50 triệu. 60 triệu. 80 triệu. 100 triệu. Tăng nữa đi, sao không tăng giá nữa? Anh, bỏ đi, đưa anh ta đi. Giá trị cao nhất của viên kim cương này chỉ có 80 triệu. Không cần tốn thêm 20 triệu đâu. Cũng được, anh nhớ viên nhật lạc chi tinh này hình như đào được từ mỏ kim cương nhà mình, lát nữa anh sẽ sắp xếp để Dương Vũ dặn người phía dưới đào cho em mấy viên nữa. Này, anh biết mỏ kim cương đáng giá bao nhiêu không? Lại còn mua lại nữa, anh có nhiều tiền thế. Nếu nhà tôi có thật thì cô sẽ sủa tiếng chó hả? 100 triệu lần 1. 100 triệu lần 2. 100 triệu lần 3. Chúc mừng sếp Lục đã mua được viên nhật lạc chi tinh.
Cảm ơn Akio đã tặng cho em viên kim cương này, em rất thích. Đây là điều tôi từng hứa lúc học đại học. Sếp Lục bỏ ra 100 triệu mua viên kim cương vàng này mà không tặng cho vợ chưa cưới sao? Nghe ý này thì cô Bạch đó là bạn gái cũ của anh ấy đấy. Bạn gái cũ gì chứ, rõ ràng là ánh trăng sáng. Xem ra Trần Lê Lê cũng chỉ là người thay thế thôi. Akio, anh quên rồi à? Lúc đó con hồ ly tinh này đã ngoại tình, sao anh vẫn đối xử với cô ta như vậy? Câm miệng, ngồi xuống hoặc ra ngoài. Nhật Lạc Chi tinh này đúng là tín vật tôi rất thích lúc trước, nhưng bây giờ thì không phải. Lục Kiêu, anh luôn như vậy, luôn tỏ vẻ cao quý, coi mọi người như đồ chơi của anh. Thích thì cho chút ngọt ngào, không thích thì tùy ý sỉ nhục. Loại trò chơi như thế mà anh chưa chơi chán à? Còn tôi thì chán ngấy rồi. Bây giờ xin anh hãy tiếp tục duy trì thái độ ngạo mạn đó, để xem tôi đi lên đỉnh cao đi, hối hận cũng muộn rồi. Dừng lại, đừng quấn lấy em gái tôi nữa, nếu không tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Akio, Akio, Bạch Mộng, ngày nào cô còn ở Thế Thị, tôi vẫn sẽ chỉ định cô hợp tác với Lục Thị. Cô sẽ không bao giờ trốn được lòng bàn tay tôi đâu. Còn dám dùng Lục Thị để bắt bí em tôi hả? Cậu có biết Lục Thị đắc tội Thế Thị mà còn có thể sống sót là vì ai không? Sao vậy, có tâm sự à? Không, em chỉ thấy mình vì một người không xứng đáng mà lãng phí mất 3 năm. Thật ngốc quá. Anh định khiến Lục Thị phá sản. Không cần đâu anh, tốt xấu gì Lục Thị cũng có mấy trăm nhân viên, phá sản sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Được, nghe lời em biết anh tốt với em nhất mà. Mộng Mộng, tại sao? Sao em có thể nhớ mãi không quên Lục Kiêu quen biết 7 năm, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ với người lớn lên từ nhỏ cùng em như anh? Dì ơi, cháu nghe nói dì thích tranh của danh họa Ngô Hoa nên đã mua về để tặng dì đó ạ. Ôi chao, khí thế của bức tranh này thật là hùng vĩ. Đúng là bút tích của danh họa Ngô Hoa rồi. Lê Lê, cháu có lòng quá. Nhưng mà bức tranh này quý giá quá, cháu vẫn nên cầm về đi. Dì ơi, dì nói gì vậy? Bức tranh này cũng phải có người biết thưởng thức nó mới tốt chứ. Cái miệng nhỏ của cháu đó ngọt quá. Dì thật sự rất muốn cháu làm con dâu nhà họ Lục gì. Cháu cũng muốn chứ. Nhưng Akio, anh ấy. Cháu sao thế? Chẳng lẽ cháu có? Ôi chao, sao cháu không nói sớm với dì? Là cháu đang mang máu mủ của nhà họ Lục. Ôi chao, sao dì có thể để cháu làm lá chắn cho Akio được? Cháu cũng mới biết thôi, chưa biết nói với dì thế nào. Akio thì sao, thằng bé biết chưa? Cháu không dám nói với anh ấy, sao thế? Cháu không muốn Akio vì cháu bỏ lỡ cơ hội gả cho nhà họ Bạch. Hơn nữa, Bạch Mộng vẫn luôn dây dưa với Akio, còn dọa nói ngày mai tại tiệc về nước của ông trùm tài chính Tô lão già mà tìm Akio đó. Lẽ nào lại như vậy? Con hồ ly vô liêm sỉ đó, để dì dạy dỗ nó. Lê Lê, cháu giữ cái thai cho an toàn, còn chuyện liên hôn với nhà họ Bạch, nhà họ Lục gì, sợ là với không tới. Ôi chao, đợi giải quyết xong chuyện của Bạch Mộng, dì bảo Akio cưới cháu. Cảm ơn dì. Con gọi là dì cơ? Mẹ. Vậy mới phải. Bạch Mộng, tôi không tin cô và Lục phu nhân cầu xé nhau, Lục Kiêu vẫn sẽ giúp cô. Sếp Lục, tôi điều tra thẻ đen hôm nay Bạch Mộng dùng thực sự đứng tên cô ấy. Hơn nữa người đàn ông đó hình như là Tinh Hoa mới về nước của nhà họ Bạch, thông tin danh tính vô cùng bảo mật. Tôi vẫn đang điều tra, chủ tịch Bạch không thể nào cho Tiểu Tam thẻ đen vô hạn được. Chẳng lẽ Bạch Mộng nói là thật? Kế hoạch thu mua ở nước ngoài được thực hiện theo ý định ban đầu. Ngoài ra, tối nay là tiệc về nước của ông ngoại tôi. Che giấu thân phận của tôi không muốn quá phô trương.
tôi đã bàn giao dự án của Lục thị cho người khác. Sau này sếp Lục không cần đến tìm tôi nữa. Bạch Mộng, rốt cuộc cô là ai? Tôi đã nói với anh rồi, là chính anh không tin. Rõ ràng anh là người ghét tôi, giờ suốt ngày đến quấn lấy tôi, có thấy phiền không? 3 năm trước, sao cô lại ở cùng lão già đó? Tôi đã nói với anh rồi, đó là bố tôi, là anh không tin mà. Sao vậy, muốn tôi nói? Người đó bao nuôi tôi. 10 triệu hả? Tôi đang cho cô cơ hội để giải thích. Lục Kiêu, anh luôn tự cho mình là đúng. Trước đây khi tôi muốn giải thích, anh một mực làm nhục tôi. Giờ hối hận rồi hả? Cứ một chút lại như kiểu ban ơn cho tôi, đủ rồi đó. Bạch Mộng, cô thật sự muốn mang tiếng làm tiểu tam cả đời hả? Lục Kiêu, cho dù là tiểu tam thì với tầm cỡ hiện tại của tôi, cả đời này anh cũng không đạt được. Như chiếc xe đó, cả đời này anh cũng không có tư cách để mua. Trời ơi, đây không phải xe giới hạn của Porsche sao? Nghe nói Porsche đặc biệt thiết kế riêng cho chủ tịch Thế Thịnh. Giàu vậy. Bạch Mộng, chính sự giàu sang này đã khiến cô đánh mất chính mình. Đây là tiệc về nước của ông trùm tài chính Tô lão gia hả? Có xa hoa quá không? Đương nhiên rồi. Mẹ và Tô lão gia là học cùng trường, ông ấy ở nước ngoài một thời gian, lần này về, những hào môn máu mặt trong nước đang đổ xô lấy lòng ông ấy. Mẹ đưa con đến tiệc về nước của Tô lão gia cũng là muốn con biết nhiều người hơn. Con được mẹ chọn làm con dâu nhà họ Lục mà. Cảm ơn mẹ. Mẹ, sao mẹ đưa cô ta? Thằng bé này ăn nói kiểu gì vậy? Lê Lê là vợ sắp cưới của con, con bé cùng mẹ đến tham dự tiệc về nước của Tô lão gia đó cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, con xem, người phụ nữ đó phải Bạch Mộng không? Người đàn ông cạnh cô ta là ai vậy? Đây, tốc độ thay đổi đàn ông của cô ta năng suất quá nhỉ. Đó là bố Đường cô ta mới tìm hả? Có phải sếp Tô đó không? Người phụ nữ cạnh ông ấy là ai vậy? Trông không giống bà Tô lắm nhỉ? Chắc chắn không phải, bà Tô và sếp Tô bằng tuổi nhau. Người phụ nữ này có lẽ là tình nhân. Sếp Tô hồ đồ rồi, sao lại đưa tình nhân của mình đến tiệc về nước của Tô lão gia, nơi tụ tập toàn gia môn chứ? Đúng đó. Cậu, cháu vào nhà vệ sinh nhé. Lục Kiêu, anh phát điên gì vậy? Bạch Mộng, cô thích giả vờ cao quý với tôi phải không? Vứt kim cương vàng tôi tặng cô ở buổi đấu giá, bây giờ còn tìm người đàn ông trông như bố cô vậy hả? Anh nói vớ vẩn gì thế? Đó là cậu tôi, anh buông tôi ra. Cậu, tôi ở cạnh cô 4 năm, sao không biết cô có cậu? Nếu cô không muốn nhiều người biết mình là Tiểu Tam thì đi theo tôi. Hỗ Sược, cậu muốn đưa Mộng Mộng của nhà tôi đi đâu? Hỗ Sược, cậu muốn đưa Mộng Mộng đi đâu? Mộng Mộng, sếp tôi gọi gần gũi nhỉ. Bạch Mộng là phụ nữ của tôi. Tôi muốn đưa cô ta đi đâu thì ông muốn quản hả? Lục Kiêu, anh lại đang nói cái gì vậy? Chúng ta đã chia tay 3 năm trước rồi, hay là anh xem tôi là tình cũ khó quên? A Kiêu, anh làm gì vậy? Con khốn này, cô 5 lần 7 lượt dụ dỗ con trai tôi, còn mặt mũi nói A Kiêu nhà tôi xem cô là tình cũ khó quên. Dụ dỗ nhà họ Lục nhỏ bé các người cũng xứng với Mộng Mộng nhà tôi hả? Seto, anh cũng ở đây hả? Còn nhớ tôi không? Vài hôm trước tại tiệc tối của phòng thương hội tôi còn mời anh một ly đó. Không quen, cô là ai? Seto, anh đừng để con khốn này lừa, nó không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Đúng đó, sếp Tô, hôm nay là tiệc về nước của Tô lão gia, ông đưa con khốn nổi tiếng bê bối này đến đây e là không phù hợp lắm. Láo Xược, cô là cái thá gì dám trước mặt mọi người trắng trợn xúc phạm Mộng Mộng nhà tôi? Sếp Tô, nhà họ Lục tôi mặc dù không bằng nhà họ Tô nhưng cũng là người có mặt mũi ở Giang Thành, anh vì một đứa tình nhân mà công khai đánh con dâu nhà họ Lục tôi, anh không coi nhà họ Lục tôi ra gì phải không? Sếp Tô, nếu ông muốn mọi việc lắng xuống thì giao Bạch Mộng cho tôi, nếu không để Tô lão gia đích thân đến. Chuyện bẩn thỉu này của ông để ông ấy biết thì không hay đâu. Nhà họ Lục nhỏ bé cũng dám đưa lão gia ra dọa tôi, các người nên xin lỗi Mộng Mộng nhà tôi ngay đi, nếu không không riêng gì tôi, dù cho đích thân lão nha già tôi đến cũng sẽ cấm cửa nhà họ Lục các người thôi. Được được, họ Tô này, hôm nay ông bảo vệ con hồ ly này phải không? Dù gì tôi và Tô lão gia cũng học cùng trường, tôi mời ông ấy đến xử lý nhà họ Tô, Tô lão gia luôn chính trực. Nếu ông ấy biết chuyện bẩn thỉu sếp tôi làm e là không đảm bảo được vị trí thừa kế của tập đoàn Tô thị rồi. Thủ đoạn của hồ ly tinh này cao quá, muốn tận dụng tiệc về nước của Tô lão gia mà tự mình tuyên bố ý định thật nham hiểm. Đúng đó, Bạch Mộng,
tôi sẽ mời Tô lão ra đến, nhất định ông ấy sẽ vạch trần bộ mặt cáo giả của không cô. Cần mời, tôi đến rồi. Không cần mời, tôi đến rồi. Ôi chao, Tô lão gia, cuối cùng ông cũng đến. Ông còn nhớ tôi không? Chủ nhiệm tôi là bạn cùng phòng của ông đó. Nhớ chứ, sao không nhớ được? A Phượng phải không? Lâu quá không gặp. Ôi chao, Tô lão gia vẫn nhớ tôi. Thật vinh dự cho tôi quá. Chỉ là bữa tiệc hôm nay thật sự khiến nhà họ Tô xấu hổ rồi. Tôi vừa về nước đã có người muốn hủy hoại danh tiếng của nhà họ Tô hả? Ai vậy? Thật chẳng ta thể thống gì. Ra đây, Tô lão gia tức giận rồi. Lần này dù là sếp Tô cũng không bảo vệ được tiểu tam này. Con hồ ly này dám đến bữa tiệc làm loạn, đáng có ngày hôm nay. Con hồ ly tinh, Tô lão gia đến rồi, tôi xem cô kiêu ngạo thế nào. Tô lão gia, chính là cô ta. Vừa nãy cô ta còn ăn nói sằng bậy, nói ông có đến cũng phải xuôi theo cô ta. Ông đến rồi. Ôi chao, Mộng Mộng à, cục cưng của ông, nhớ chết đi được. Tô lão gia, ông quen nó hả? Quen chứ, tôi còn quen mẹ con bé nữa. Nhưng mẹ con bé lại không xinh bằng nó. Bố nào, Tô lão gia còn quen cả mẹ của ả hồ ly này. Chẳng lẽ nhỏ tiếng thôi còn phải đoán nữa hả? Tô lão gia khen hai mẹ con xinh đẹp là muốn hai mẹ con phục vụ hai bố con rồi. Nghe thấy chưa, A Kiêu, con hồ ly đó sẽ lây bệnh đó, mánh khóe của Bạch Mộng, y hệt như mẹ cô ta, Bạch Mộng. Cô thật khốn nạn, hồ ly tinh. 3 năm trước cô cắn sừng A Kiêu nhà tôi, cặp kè với ông già. Bây giờ lại có chủ ý với nhà họ Tô, cô không sợ bị bệnh hả? Im miệng, cô dám bôi nhọ cháu ngoại tôi, nhà họ Lục, muốn phá sản hả? Cháu ngoại của Tô lão gia, sao có thể được? Tô lão gia còn có cháu ngoại hả? Sao tôi chưa nghe, Tô lão gia có con gái chứ? Nghe nói những tay chơi này sẽ cố tình nhận vài mối quan hệ họ hàng, tránh để phóng viên bắt gặp. Bạch Mộng, cô không biết xấu hổ hả? Cô lừa sếp Tô đưa cô đến bữa tiệc này thì thôi đi, còn dám để Tô lão gia nhận cô là cháu ngoại, chẳng lẽ muốn nhà họ Tô thành trò cười của Giang Thành? Trần Lê Lê, đừng dựa vào những chiêu trò của cô mà đánh giá tôi. Cô nói vớ vẩn gì thế? Đủ rồi, những năm nay tôi ở nước ngoài chữa bệnh, để những kẻ tiểu nhân này quên đi sự uy nghiêm của nhà họ Tô. Bố, nếu không phải con nghe Tử Hàn nói thì đã không biết Mộng Mộng đã chịu bao nhiêu bất bình. Nếu em gái quá cố dưới chín suối của con biết thì chết cũng không yên lòng. Mộng Mộng à, bao nhiêu năm nay ông ngoại không chăm sóc tốt cho cháu, từ nay nhà họ Tô chính là của cháu. Ai dám bắt nạt cháu, ông sẽ cho họ biến mất khỏi Giang Thành. Cái gì? Tô lão gia đang lúc đỉnh mà lại giao tập đoàn Tô Thị cho cháu gái? Tập đoàn Tô Thị là ông trùm tài chính có tiếng quốc tế, sếp Tô được công nhận là người thừa kế tập đoàn Tô Thị. Tô lão gia muốn giao công ty cho Bạch Mộng thì với sếp Tô mà nói thật không công bằng. Đúng đó, các vị, chào mừng mọi người đến tham dự tiệc về nước của lão Tô tôi. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, từ nay tập đoàn Tô Thị tôi chính thức được tiếp quản bởi Bạch Mộng, cháu gái yêu của tôi. Con bé chính là chủ tịch mới của tập đoàn Tô Thị. Tôi ủng hộ chủ tịch mới của chúng ta. Sau này ai dám coi thường chủ tịch mới của chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Xin lỗi đã làm phiền mọi người vì cho hề ngày hôm nay tiệc về nước của ông ngoại tôi lại xuất hiện một kẻ ngang ngược. Là do tôi thất trách. Bảo vệ, đại tiểu thư, đưa người phụ nữ này ra ngoài. Buông tôi ra, Bạch Mộng. Rõ ràng cô là tiểu tam, dám để tôi ở lại trực tiếp đối đầu với cô không? Tiệc nhà họ Bạch tôi, cô không đủ tư cách để ở lại. Mẹ cứu con với, con bị đuổi ra ngoài chính là đuổi người của nhà họ Lục đó. A Kiêu, làm đúng lắm, chủ tịch mới của ông phải quyết đoán như vậy. Đúng vậy, sau này ai dám ức hiếp Bạch Mộng nhà tôi thì cũng là kẻ thù của cả nhà họ Tô chúng tôi. Bạch Mộng, rốt cuộc cô là ai? Bạch Mộng, tôi có chuyện muốn nói. Có gì thì nói ở đây đi. Bạch Mộng, cô thành cháu ngoại Tô lão gia từ khi nào? Cô đã dối tôi bao nhiêu chuyện rồi? Làm sao? Sếp Lục làm sao vậy? Chẳng lẽ giờ tôi không thể được như thế hả? Bắt đầu hối hận vì đã ra đi không lời từ biệt à? Chia tay, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi đang cho cô cơ hội đó. Buông ra, trả lời tôi đi. Tôi bảo anh buông ra. Tôi bảo anh buông ra. Lục Kiêu, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Nếu sau này anh dám xúc phạm tôi thì đừng trách tôi đánh gãy chân anh. Nhóc con, tránh xa cháu gái tôi ra. Tô lão gia, đây là chuyện giữa tôi và Bạch Mộng, những chuyện nhỏ này ông cũng muốn quản hả? Được lắm, tới giờ cậu còn dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Tôi tuyên bố Tô Thị sẽ hủy bỏ mọi hợp tác với Lục Thị. Công ty nào hợp tác với Lục Thị sẽ bị vào danh sách đen. Tô lão gia, Lục Thị tôi đạt đến thành tựu hôm nay hoàn toàn do thành quả nỗ lực của con trai tôi. Giờ ông công khai tuyên bố cấm cửa Lục Thị,
vậy chính là hủy hoại tương lai của con tôi rồi. Im miệng. Tôi còn chưa tính với cô. Các người hủy hoại danh tiếng của cháu gái tôi. Như vậy đã nhẹ tay lắm rồi. Cái gì? Nhà họ tôi cấm cửa nhà họ Lục. Nhà họ Lục đi đời rồi. Dù mình có thành bà Lục thì có ý nghĩa gì nữa? Bạch Mộng, là lỗi của tôi. Cô đừng trách A Kiêu. Tôi không nên lừa dối cô. Để ở bên A Kiêu, cô đừng trách anh ấy. Muốn trách thì trách tôi này, Xếp Lục. Vợ sắp cưới của anh vì anh mà biết ứng phó thật đấy. Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ cưới cô ta. Bạch Mộng, cô nhất định phải ham dọa người vậy hả? Năm đó tôi nói Trần là vợ sắp cưới chẳng qua chỉ là đùa thôi. Tôi không có tâm trạng nghe chuyện các người làm bẩn tai tôi. Chúng ta đi. Bạch Mộng, mặc dù tôi không biết sao cô lại đạt được những thứ này, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra nhất định cô sẽ trả một cái giá rất đắt. Tôi chắc chắn sẽ kéo cô trở lại từ con đường sai lầm đó. A Kiêu, mẹ, chuyện này phải làm sao đây? Tô Thị vẫn không chịu tha cho nhà học Lục. Cô nói nhiều như vậy làm gì? Đều tại cô hại Lục Thị. Sau này ở bên ngoài đừng gọi tôi bằng mẹ nữa. Bạch Mộng, đều tại cô ép tôi hết đấy. Đi chết đi. Bạch Mộng, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bảo vệ, qua đây, vứt cô ta ra. Này, các người đừng qua đây. Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn nói. Cô có một phút để nói. Cô nhìn cái này đi. Lần trước cô đã thay đổi siêu âm trước sinh của tôi vẫn chưa tỉnh sổ với cô đâu. Cô cho tôi coi. Nghi chủng của cô làm gì? Đứa trẻ này là con của Lục Kiêu. Bạch Mộng, cô cũng là phụ nữ nên cô hiểu. Một gia đình hoàn chỉnh quan trọng với người mẹ đến thế nào. Cô có ý gì? Bạch Mộng, xếp Bạch, tôi cầu xin cô đấy, trả A Kiêu lại cho tôi đi. Tôi không có tâm trạng tham gia đống rắc rối của cô đâu. Cầm lấy đồ của cô, cút nhanh lên. Cô thực sự không đủ tiêu chuẩn để tham gia, bởi vì cô phải chết rồi. Sao lại thế này? Sao phanh lại hỏng rồi? Bạch Mộng, Bạch Mộng, cô mau tỉnh lại, sẽ cô sắp cháy rồi. Bạch Mộng, Bạch Mộng, Bạch Mộng, tỉnh lại. Bạch Mộng, cô mau tỉnh lại. Là anh. Đừng sợ, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện. Vở kịch mà mình cố gắng gây dựng, vậy mà bị Lục Kiêu anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Không được, không thể họ quay lại với nhau lần nữa. Alo, Lục phu nhân à, không ổn rồi, tập đoàn Lục Thị đã bị tập đoàn Tô Thị phong sát hoàn toàn rồi. Bạch Mộng, Bạch Mộng, Bạch Mộng, ráng chịu một chút nhé, nhất định sẽ không sao đâu. Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi bên ngoài. Sao lại thế này chứ? Alo, tốt nhất cậu nên có chuyện quan trọng cần nói với tôi. Cái gì? Bạch Mộng, Bạch Mộng, cô mau tỉnh lại đi. Là anh. Đừng sợ, tôi đưa cô đến bệnh viện nhanh thôi. Là Lục Kiêu đã cứu lấy mình. Lục Kiêu, cảm ơn anh đã cứu lấy tôi. Tại sao cô không đi chết đi? Lục Kiêu, anh lại phát điên cái gì chứ? Vừa nãy khi nhìn thấy cô sắp chết trong xe, tôi vẫn luôn nói chuyện đàng hoàng với cô, hòa thuận với cô. Nhưng mà cô dùng thế lực nhà họ Tô để phong sát Lục Thị. Mẹ tôi phát bệnh tim, bây giờ vẫn đang cấp cứu. Lục Kiêu, anh lại nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi không hề nói ông nội phong sát Lục Thị. Bây giờ mọi công ty ở Giang Thành đều không muốn hợp tác với Lục Thị, cô còn lòng vòng làm gì nữa? Sao có thể thế được? Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Lục Thị bây giờ đã bị nhà họ Tô phong sát rồi. Lục Thị bây giờ đã bị nhà họ Tô phong sát rồi.
cô nói chỉ là hiểu lầm, tôi tin sao, cả cái Giang Thành chỉ có nhà họ Bạch và nhà họ Tô mới có thể phong sát Lục Thị. Đủ rồi Lục Kiêu, nếu như tôi muốn diệt Lục Thị chỉ cần một câu nói. Đừng nói anh lại đi nghe lời của Trần Lê Lê. Im đi đồ đàn bà dơ bẩn, cô không được bôi nhọ Lê Lê. Tôi sẽ điều tra rõ rốt cuộc là do ai làm, nếu như là cô tôi sẽ khiến cô trả giá. Đại tiểu thư, đã tìm ra nguyên nhân khiến xe cô mất phanh rồi. Quả nhiên là cô ta. Cô ta đúng là đáng chết. Chú Trung à, cô ý giết người có phải trọng tội không? Tù trung thân ạ. Đi làm đi. Vâng thưa đại tiểu thư. Đợi đã. Anh à, tại sao lại không báo cảnh sát? Bây giờ Trần Lê Lê đang có thai. Chúng ta có bằng chứng rõ ràng, cô ta cũng sẽ được tạm tha để giữ thai. Hơn nữa bây giờ em vừa tiếp quản tập đoàn Thế Thị, bây giờ nếu như tin bị mưu sát mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Thị. Đại tiểu thư à, bên phía ông Tô nói ông ấy đã giao công ty cho cô rồi, chiều nay ông ấy sẽ có chuyến bay xuất ngoại. Tôi không nói cho ông ấy biết tin cô bị tai nạn xe. Chúng ta đi tiễn ông nội trước. Chuyện của Trần Lê Lê tôi sẽ tính sổ với cô ta sau. Sớm biết ông nội về nhanh như vậy, con nên ở bên ông nội nhiều hơn mới phải. Đứa trẻ ngốc à, sau này cơ hội ở bên ông còn nhiều lắm. Đến lúc đó để Tử Hàn cùng con đến Úc. Dinh thự của ông nội có đoạn suối nhỏ, chúng ta đi Việt xã. Vâng, đợi sau này có thời gian con sẽ đi thăm ông. Mộng Mộng à, con đừng trách ông nội quản quá nhiều. Tử Hàn là con nuôi của nhà họ Bạch, hai đứa từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cũng coi như thanh mai trúc mã. Con và nó đến với nhau đi, hả? Ông nội à, ông đừng có đùa nữa, con cũng chỉ coi anh ấy là anh trai, cũng không phải anh ruột. Nó được bố con nhận nuôi. Hơn nữa, từ nhỏ đã nuôi ngay bên cạnh rồi, chắc chắn tốt hơn tên tiểu tử họ Lục đó nhiều. Con ấy, ông biết, lần trước con không để ông phong sát Lục Thị, trong lòng con vẫn còn tên tiểu tử đó. Ông nội à, là ông đàn áp tập đoàn Lục Thị sao? Hả? Con có ý gì chứ? Lục Thị bị đàn áp rồi sao? Vậy thì không liên quan gì tới ông nha. Con không cho ông động vào Lục Thị, sao ông có thể không nghe lời của cháu chứ? Không phải ông nội, vậy có thể là ai chứ? Ông nội à, mọi thứ đã được sắp xếp xong rồi, chú vẫn đang đợi ông ạ. Chúng ta xuất phát nhé. Được. Úc thực sự là một nơi tốt. Vâng, đúng đúng ạ. Nếu có cơ hội, con và Mộng Mộng phải đi đấy nhé. Ông cẩn thận ạ. Mộng Mộng, Mộng Mộng. Cả cái Giang Thành này, chỉ có nhà họ Bạch và nhà họ Tô mới có thể phong sát Lục Thị. Lẽ nào là do anh mình đối phó nhà họ Lục? Mộng Mộng à, em đứng ngây ra đó làm gì? Lên xe đi. Anh, chuyện đàn áp tập đoàn Lục Thị là anh làm sao? Không có, nhưng sao vậy? Không có gì. Đi thôi. Sếp Bạch, đây là những dự án hôm nay cần cô xem qua. Anh ơi, anh có chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Không phải đã nói anh đồng ý tiếp quản công ty trước, em học những thứ cơ bản trước rồi hòa nhập với công ty. Em đã là chủ tịch rồi, đừng bận tâm đến chuyện em chưa được đào tạo cấp cơ bản của công ty. Em cũng nên bắt đầu tiếp quản ban lãnh đạo cao cấp của công ty đi. Em vẫn chưa chuẩn bị xong mà. Em vẫn chưa chuẩn bị xong, hay là vẫn chưa quên tên họ Lục đó? Em Mộng Mộng à, lẽ nào em đã quên tên khốn đó đã sỉ nhục em thế nào sao? Cậu ta đã có vợ sắp cưới rồi, hơn nữa cũng đã có con rồi. Anh làm em đau rồi. Tại sao cứ nhắc đến Lục Kiêu anh lại kích động như vậy? Anh xin lỗi, do anh mất bình tĩnh. Anh chỉ đang lo sợ em lại đi lên vết xe đổ. Nếu như em vẫn muốn ở công ty tiếp tục học hỏi, vậy em cứ ở lại phòng thiết kế đi. Nếu như họ dám bắt nạt em, anh sẽ đuổi cả phòng đó. Em biết mà, anh đối xử tốt với em nhất. Dù gì mình cũng là nhà thiết kế thiên tài Mica, ai có thể bắt nạt mình chứ? Được rồi, đừng làm nũng nữa, anh đi làm việc trước đây. Cô không ngồi tù là vì cô ấy vẫn chưa ra tay. Giờ Lục Kiêu không quên cô ta, lại không cho tôi cơ hội. Anh cho tôi đến làm tại phòng thiết kế Thế Thịnh đi. Tôi có thể mạo danh nhà thiết kế thiên tài Mica, khiến Bạch Mộng mãi mãi chán ghét Lục Kiêu. Tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu như cô vẫn không làm được thì cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Giang Thành. Sếp Lục, tôi điều tra rồi, Bạch Tử Hàn là đại thiếu gia nhà họ Bạch. Bạch Tử Hàn là Bạch đại thiếu gia, vậy Bạch Mộng có thể đen là hợp lý. Để cho con nhà họ Bạch chơi đùa chúng ta trong lòng bàn tay, ông trùm tài chính ông Tô đã sẵn sàng giao lại tập đoàn Tô Thị cho cô ấy. Bạch Mộng,
còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết về cô nữa. Vừa nãy cô đi xem chưa, nhà thiết kế thiên tài Maika, thực sự đến bộ phận thiết kế rồi, cũng chỉ có tập đoàn hàng đầu thế giới mới có thể thu hút được nhân tài xuất sắc như vậy tham gia thiết kế thôi. Đúng đấy, Mika, đó không phải tên của mình sao? Là ai đang mạo danh mình vậy? Cô là Bạch Mộng sao? Anh là... Tôi là sếp trực tiếp của cô, trưởng phòng thiết kế Triệu. Trưởng phòng thiết kế không phải chị Sở sao? Cô ấy xin từ chức rồi, sau này bộ phận thiết kế do tôi quản lý. Sao nào, cô không phục tôi sao? Không ạ. Trước đây, những vấn đề giữa cô và quản lý cũ đều phải thay đổi cho tôi. Vừa đi làm đã muốn lười biếng, còn không mau về làm việc đi. Trưởng phòng Triệu, thời gian vào làm của công ty là 8:30, bây giờ tôi đi làm, cho dù có không làm gì hết cũng không tính là lười biếng. Quả nhiên cô không chịu nghe lời. Đây là nhà thiết kế thiên tài mới gia nhập công ty chúng ta. Cô đi làm trợ lý cho cô ấy, chăm sóc cô ấy thật tốt cho tôi. Nếu như để xảy ra vấn đề gì, cô tự mình thu dọn đồ đạc, cút khỏi đây. Này, 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 cô cứ đi như vậy sao? Cô đúng là đồ ngốc mà. Làm trợ lý, mới vào làm, còn không mau đi, mua cho nhà thiết kế Maika một ly cà phê. Chút quy tắc đó cũng không hiểu. Trưởng phòng Triệu à, anh thực sự chắc chắn người đó là Maika thật sao? Người ta có file gốc thiết kế Rococo nổi tiếng của Maika. Nếu như cô ấy không phải là Maika, không lẽ cô là Maika thiết kế Rococo? Thực sự là do mình làm, sao lại ở trong tay đồ giả mạo đó được chứ? Còn ngây ra đó làm gì, mau đi mua cà phê đi. Bạch Mộng à, là bản thân mày muốn vào bộ phận thiết kế, nếu như chút ấm ức đó cũng không chịu nổi, anh mày nhất định sẽ bắt mày về làm chủ tịch đó. Làm cho tốt vào. Vào đi. Giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau giới thiệu bản thân cho cô Maika đi. Chào cô, nhà thiết kế Maika. Tôi là trợ lý của cô, Bạch Mộng. Sao lại là cô chứ? Bạch Mộng à, bây giờ cô là trợ lý của tôi, chú ý thái độ nói chuyện của cô. Bạch Mộng à, cô đã nói với cô Maika thế nào vậy? Có phải không muốn làm nữa không? Tôi nói cô mua cà phê cho cô Maika đâu. Cà phê? Tôi chỉ uống xay tay thôi. Đã nghe thấy chưa? Mau đi mua cho Maika cà phê xay tay đi. Trưởng phòng Triệu, cô ta không có chân tay hay là không có não, muốn uống cà phê không biết tự đi mua à? Tôi tới đây để đi làm, không phải đến đây để hầu hạ. Bạch Mộng à, đôi chân đó của cô lúc hầu hạ mấy ông già không phải rất linh động sao? Cô cẩn thận cái miệng hại cái thân, còn dám uy hiếp tôi. Cô vẫn nghĩ có thể trông cậy vào ông ta công khai để làm chủ tịch tập đoàn Tô Thị, trông vào ông già đã chạy ra nước ngoài đứng ra bênh vực cô sao? Đúng là người đáng thương mà. Cũng không dễ dàng gì nhỉ, lừa được một người làm chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Lại không ngờ ông già đó lại quay đầu chạy sang nước ngoài. Chủ tịch đó của cô chắc bây giờ đã bị nhà họ Tô làm mất thực quyền rồi nhỉ. Lòng dạ bẩn thỉu, quả nhiên nhìn gì cũng thấy bẩn. Bạch Mộng, cô đừng kiêu ngạo với tôi. Lão Tô cũng đã chạy đến nước ngoài rồi, bây giờ không còn ai chống lưng cho cô hết. Được lắm, Bạch Mộng. Hóa ra sau lưng cô đã làm nhiều chuyện mất mặt như vậy. Nếu như hôm nay cô đi mua cà phê cho Maika, cô cứ chờ bị đuổi việc đi. Các người, Trần Lê Lê có thể lấy được file gốc thiết kế của mình, chắc chắn có nội gián dò gì tin tức. Mình phải ở lại bộ phận thiết kế điều tra cho rõ. Được, tôi sẽ đi mua. Nhớ đưa đến phòng chờ nha, đồng nghiệp của tôi còn chờ tôi cùng đi họp. Maika à, cô vốn là người nổi tiếng trong giới thiết kế, còn là phu nhân tổng tài tương lai nữa. Cô có thể đến bộ phận thiết kế đó là vinh hạnh của chúng tôi. File gốc thiết kế của mình năm đó chỉ lưu trên máy tính của Lục Kiêu thôi. Lẽ nào là anh ấy? Cà phê. Bạch Mộng, cô làm cái gì vậy? Nhanh, nhanh tìm giấy đi, mau lau sạch giày cho nhà thiết kế Maika. Đây, đây là giày của hãng Aji đó, là mẫu giày được khảm kim cương, nghe nói giá trị lên tới mấy triệu tệ. Một thực tập sinh như cô có đền nổi không? Cô nhìn cái gì? Đây là hàng giới hạn đó, cho dù đại gia của cô có tới cũng không mua được. Vậy xem ra đôi giày này là thật rồi. Buồn cười, tôi đường đường là nhà thiết kế thiên tài Maika, là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Lục Thị, tôi sẽ mang hàng nhái à? Đúng là giày Aji chính hãng, mặt ngoài cũng đều khảm kim cương, nhưng kim cương thật sẽ không bị dính trúng bất kỳ vết ố nào. Tôi nhớ lúc còn học đại học, cô giáo có từng giảng về kim cương. Giống y như Bạch Mộng nói, đừng nghe cô ta nói bậy bạ, cô ta đến cả tiền học phí còn phải dựa vào làm tình nhân để kiếm tiền đóng học. Sao cô ta biết được giày của hãng Aji là thật hay giả? Hả, làm tình nhân? Thật là đáng khinh. Mọi người hãy tránh xa cô ta một chút, đừng để bị lây bệnh dơ bẩn gì đó từ cô ta. Maika, cô hoảng cái gì? Chỉ có người làm bậy mới chột dạ thôi. Muốn tôi đền đôi giày này phải không? Được, chỉ cần cô đưa ra được hóa đơn thanh toán, tôi sẽ lập tức đền tiền cho cô. Con nghèo như cô đền nổi không thế, đôi giày mấy triệu tệ. Maika, cô mau lấy hóa đơn ra để chứng minh đi, bắt cô ta đền tiền. Cái này, các người ồn ào gì vậy?
Giám đốc, anh đến thật đúng lúc, thực tập sinh này cố ý làm dơ giày của mình, đôi giày tận mấy triệu tệ, lại còn lật lọng nói giày cô ấy là hàng giả, bắt Maika phải lấy ra hóa đơn để chứng minh nữa, cô ta mới chịu đền. Khốn kiếp, tác phẩm của Maika đều có giá mấy chục triệu, sao có thể mang hàng giả được? Maika chỉ cần cô lấy hóa đơn ra chứng minh, nếu cô ta đền không được, tôi sẽ tống cô ta vào tù. Một đám ngu ngốc, giày của tôi là giả, hay thôi bỏ qua đi, chỉ vì một đôi giày mà hủy hoại một con người không nhất thiết. Maika, cô thật là độ lượng quá. Người mới kia, nếu cô không muốn đền tiền thì mau xin lỗi Maika đi. Các người lại tin lời cô ta nói như vậy, chứ không thì sao? Không lẽ đi tin một trợ lý nhỏ bé như cô? Vàng thật thì không sợ lửa, kim cương thì không bị mẻ. Nếu là kim cương thật sẽ không sợ bị cắt bể. Tôi lập tức đền. Maika, dù sao đôi giày này cũng dơ rồi, cô cắt cho cô ta xem đi, xem cô ta có đền được không. Để cô ta làm thế nào? Chuyện này đến đây là được rồi. Đừng Maika, nếu cô cảm thấy đôi giày này dơ rồi không muốn ra tay, vậy để tôi giúp cô. Thế nào, nhà thiết kế Maika danh tiếng lừng danh lại không dám chứng minh đôi giày của chính mình là thật sao? Hay là nói đôi giày này là hàng giả? Lẽ nào Maika thật sự mang hàng giả sao? Không phải hàng giả, đôi giày này của tôi, kiểu mẫu này khác biệt, không phải kim cương thật. Aji cũng có kiểu mẫu như này sao? Tôi nhớ giày của hãng Aji mười mấy năm trước thực sự có một kiểu mẫu như thế, phía trên mặt giày đều khảm bằng ngọc sơ con, độ bền của ngọc sơ con rất kém. Đúng thế, đúng là như vậy. Trong chiếc cưới của tôi, đặc biệt mua từ cửa hàng đồ của Bali nước Pháp về cho tôi, rất ít người biết, các người không biết cũng là chuyện bình thường. Tôi đã nói mà, bộ sưu tập thiết kế rococo của Maika trước kia nổi tiếng toàn cầu, tìm kiếm được vô số kể, sao có thể xài hàng giả được? Ngu muội vô tri. Bạch Mộng, cô lẩm bẩm gì đó? Tôi đang nói, thật muốn nghe thử nhà thiết kế thiên tài Maika chia sẻ một chút cho chúng ta về ý tưởng thiết kế bộ sưu tập rococo nổi tiếng của cô ấy. Bộ sưu tập rococo chính là kiệt tác nổi tiếng toàn cầu đó, hơn nữa trước giờ không nhắm đến cho các đối tượng tầng lớp thấp kém mua sắm, chỉ có những gia tộc giàu có mới thật sự mua được, đến tôi còn chưa được nhìn thấy. Hôm nay nếu như có thể nghe được chính Maika giải thích, đúng là phúc ba đời rồi. Có thể nghe Maika giải thích, vậy chính là phúc lợi cả đời rồi. Đúng thế, đúng thế, vậy xin nhà thiết kế thiên tài dạy bảo thêm. Bản thiết kế rococo đều là nhìn trộm từ máy tính của Lục Kiêu, mình có hiểu gì đâu. Cái đó, tôi, cổ họng tôi đang khó chịu, để lần sau đi, hôm nay khoan giải thích đã. Hay là như này đi, tuần tới tôi sẽ mời cả nhà đến club tư nhân của tôi để chơi, đến lúc đó sẽ giải thích cho mọi người về ý tưởng sáng tác. Quá tốt rồi. Là club tư nhân đó, tôi nghe nói chỗ rất đắt, tôi cũng chưa được đến đó. Club riêng. Năm sinh nhật 18 tuổi của mình, bố đã mua lại tất cả club tư nhân ở Giang Thành tặng hết cho mình rồi mà. Lẽ nào là club Lê Lê tự mở? Bạch Mộng, chi bằng cô cũng đến đi, nói không chừng đến lúc đó cô lại gặp được thêm đại gia thì sao. Nếu Maika đã nói vậy rồi, tôi nhất định sẽ đi. Alo, thư ký Châu, ngày mai hãy tìm một club rồi bao hết cho tôi cần sử dụng. Xin lỗi cô Trần, tôi không làm được. Họ Châu kia, ý anh là sao? Lẽ nào bắt Lục phu nhân đích thân gọi điện thoại cho anh, anh mới chịu đặt hả? Không phải tôi không đặt cho cô, mà tất cả club tư nhân ở Giang Thành đều thuộc về Thế Thịnh, kinh doanh rất hot, rất khó thuê. Đây là việc của anh, tôi không cần biết. Nếu như không bao được phòng club, anh đừng làm tiếp được. Tôi sẽ bao phòng club, vậy tôi chính là chủ nhân của club đó rồi. Đại tiểu thư, Lục thị hy vọng ngày mai bao phòng club Thủy Mộc, cô đồng ý không? Đồng ý chứ, có tiền không kiếm là đồ ngu đó. Đồng ý, đồng ý. Phòng club sang trọng thế này, lần đầu tiên tôi thấy đó. Trước kia đi với khách hàng có tới một vài club rồi, nhưng so với club của Maika là một trời một vực luôn đó. Mỗi căn phòng ở đây đều có phong cách khác nhau, đặc biệt là căn phòng VIP này là đích thân tôi thiết kế. Thì ra Lục thị bao club là bao cho Trần Lê Lê. Lục Kiêu lại chiều Trần Lê Lê vậy sao? Chấp nhận bao club để cho cô nói dối. Này Bạch Mộng, cô đừng sờ đồ lung tung, nếu như làm hư đồ ở đây, cô có đền nổi không? Không sao, để cô ta sờ đi. Dù sao cả đời này cô ta cũng chỉ được lần này thôi. Cũng phải. Bạch Mộng, cô phải nhớ kỹ nơi này nhé, sau khi trở về có thứ để đi khoe khoang cả đời rồi. Đúng là một đám quê mùa, làm nhảm gì đó. Maika cho cô đến là vinh hạnh của cô, còn không biết điều cảm ơn Maika đi. Nhà thiết Maika, ở đây là club của cô phải không? Là của tôi, nhưng mà cô đừng mơ tưởng nữa. Tôi đây sẽ không giới thiệu đại gia cho cô đâu, nhưng mọi người đã đến lâu vậy rồi, mà trên bàn sao lại không có cái gì thế này? Lẽ nào cô không định lấy mấy chai rượu quý ra để chiêu đãi mọi người sao?
rượu ngon được ủ trăm năm trong hầm rượu, vào trong miệng cô, khác gì nước tiểu lừa đâu, rượu ngon ủ trăm năm. Đến vào được hầm rượu nhà tôi còn không đủ tư cách. Bạch Mộng, cô định mang rượu ngon về nhà à? Cô đúng là xứng với chính cái tên của cô đó. Nằm mơ giữa ban ngày. Vậy tôi ở đây sẽ uống thật nhiều để nhớ cho kỹ. Vậy thì còn được. Mai ca, cô cho người mang ít rượu ngon lên đi, để cho trợ lý nhỏ bé này hiểu thế nào là khác biệt của người nghèo và người giàu. Mai ca là bà chủ của club này, hôm nay nhất định sẽ lấy rượu Lafite 582 để mọi người uống cho đã. Nói không chừng còn có thể uống được rượu Romani Conti nữa đó. Cái này, Mai ca, sao cô không gọi rượu lên? Lẽ không club này không phải của cô? Cô lại nói sằng bậy cái gì vậy? Club này là của tôi. Các người đợi lát, bây giờ tôi sẽ kêu người xuống hầm lấy rượu ngon lên, để các người được mở mang tầm mắt. Alo, mấy bình rượu dưới hầm, đưa đến phòng số 1. Cô Trần, cô chỉ là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của sếp Lục, xin đừng ra yêu cầu quá đáng. Tôi có thai rồi, họ Châu kia. Anh hãy nghĩ cho kỹ đi, nếu chọc giận tôi và đứa bé không vui, anh chịu trách nhiệm nổi không? Có thai. Sếp Lục đã đụng vào người Trần Lê Lê rồi. Sếp Lục đang họp, không tiện làm phiền. Đáp ứng cô ta trước vậy. Tôi biết rồi, tôi sẽ liên hệ với người phụ trách Thủy Mộc, sẽ đưa rượu của sếp Lục tới. Đợi chút đi, rượu thượng hạng sắp được đưa tới rồi. Các người có Lộc uống rồi đó. Cô Trần, ở đây có rượu Martell, rượu Hennessy, rượu Johnny Walker, rượu Petrus, xin hỏi cô muốn loại nào? Đều để đó đi, lát nữa tôi sẽ tự lựa. Cô gái này, sao nhìn quen thế nhỉ? Bà chủ mà. Nhìn cái gì, còn không mau cút đi. Mấy rượu này, tùy ý lấy một bình, cũng bằng tiền lương một năm của tôi rồi. Hôm nay, đúng là được theo Mai ca hưởng phúc rồi. Rượu này hình như là lúc đầu mình tặng cho Lục Kiêu. Ai cho phép cô lấy tay dơ bẩn của cô đụng vào rượu? Nếu làm ô nhiễm rượu của tôi, cô có đền nổi không? Bạch Mộng, cô có hiểu nguyên tắc không thế? Đây là rượu ủ của Mai ca, không có sự cho phép của Mai ca, sao cô có thể tùy tiện đụng vào hả? Sao anh có thể khẳng định mấy rượu này là của cô ta? Nói thừa, club này là của Mai ca, chẳng lẽ cô ấy lại đi lấy rượu của người khác để cho đủ số lượng chắc? Mai ca thật lợi hại đó, nếu số rượu này là của cô, trước khi uống hay là giới thiệu một chút cho mọi người biết đi. Có gì đâu mà giới thiệu, ở ngoài không phải có chữ sao? Cô không biết chữ à? Đương nhiên tôi biết chữ, chỉ là đây là rượu được ủ cao cấp, chủ nhân của rượu sẽ để lại ký hiệu cho số năm và nơi sản xuất để tiện bảo quản. Cô không lẽ đến cái này cũng không biết chứ? Sao có thể, tôi là chuyên gia về mặt này đó. Mai ca, cô phí lời với cô ta làm gì? Hãy giới thiệu tên rượu của cô, cho cô ta biết thế nào là nhà nghèo không hiểu được thế giới của người giàu. Đây là rượu Lafite 582. 582, thảm án vườn nho sao? Mai ca, cô không phải cho rằng rượu đầu tiên mà L mở ra là Lafite chứ? Làm ơn đi, đây là Satulatua, ở trong nước không nơi nào bán, đều vận chuyển từ nước ngoài về đó. Satulatua là loại rượu nổi tiếng, Mai ca vậy mà lại không biết. Các người đều là đồ quê mùa, hiểu cái gì? Đây là rượu của tôi, là tôi đặc biệt dùng chai của Satulatua để bỏ Lafite vào. Nếu không tin, tôi sẽ mở ra cho các người uống thử. Bên trong rốt cuộc là Satulatua hay là Lafite? Satulatua là rượu đỏ nồng độ cao, độ cồn là 30. Trực tiếp uống vào sẽ rất khó nuốt xuống. Bạch Mộng, cô có thôi đi không? Đây là rượu của tôi muốn uống sao thì tôi uống, cô quản nổi sao? Tránh ra. Mai ca, cô mau khui rượu đi. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng được uống rượu đắt như vậy bao giờ. Có lòng tốt khuyên nhưng không chịu nghe. Sao lại có mùi rượu nồng nặc như vậy? Cổ họng tôi muốn cháy luôn rồi. Tôi biết rồi, là cô đã giở trò vào rượu của tôi, có phải không? Trần Lê Lê, cô mạo danh Mai ca đến nghiện rồi phải không? Chỉ có mình mới xem ta tư liệu, sao Bạch Mộng lại biết cô ấy gọi là Trần Lê Lê? Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi sẽ xét nát miệng cô. Cô, lúc nãy tôi đã nói cô rồi, đây là rượu nồng độ cao, nhưng cô cứ không nghe, bây giờ lại đổ tội cho tôi. Đây là rượu của tôi muốn uống sao thì tôi uống. À, tôi biết rồi. Nhất định là lúc nãy cô cầm bình rượu, đã hạ thuốc vào trong rượu. Các người nói có phải không? Đúng, không sai, tôi cũng thấy.
Bạch Mộng lúc nãy ở nắp chai đã bôi cái gì lên nó? Bạch Mộng, cô điên rồi sao? Lại dám hạ thuốc ngay tại grab của Mai Ca. Còn không mau xin lỗi Mai Ca đi, đừng để đến khi lớn chuyện. Cô cứ đợi mà ngồi tù đi. Sao anh chắc chắn đây là grab của cô ta chứ? Sao vậy? Đây không phải là grab của tôi, không lẽ là của cô? Đúng vậy, là của tôi. Đồ nhà quê cô chém gió cái gì vậy? Grab tư nhân sang trọng thế này, sao có thể của một đứa nghèo như cô? Tôi nói nhé Bạch Mộng, cô là người bị chồng bỏ, song não cũng bị hư rồi phải không? Người phụ trách club này là Lý Tĩnh Dương. Nếu như cô nói đây là club của cô, vậy cô kêu anh ta tới đến để đánh vô mặt tôi nè, thấy sao? Lý Tĩnh Dương là nhà chuyên gia về rượu hàng đầu thế giới, đã vô vàn nhà giàu có ra giá trên trời để xin uống một ly rượu của anh ta. Là nhân vật lớn đấy, Mai Ca. Vậy cô có thể mời được anh ta đến quản lý club, cô đúng là lợi hại. Tôi cũng muốn gặp anh ấy. Mai Ca, cô mau gọi Lý Tĩnh Dương đến đi, để cô ta chết không phục khẩu phục. Không phải cô, đến số điện thoại của anh ta cũng không có chứ. Sao có thể? Anh ta là nhân viên của tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi anh ta đến đây để vả vào mặt cô. Alo Lý Tĩnh Dương, bây giờ tôi đang ở phòng số 1, anh đến đây một chuyến đi. Xin chào, chào mừng với điện tín 10.086. Cái gì? Anh đang ở nước ngoài tham gia tiệc rượu. Vậy được, các người nghe rồi đó, anh ta đang ở nước ngoài tham gia tiệc rượu, không về được. Ai ra thật là không có duyên gì cả. Theo như tôi biết, Lý Tĩnh Dương bây giờ đang ở Thủy Mộc. Bạch Mộng, cô điên rồi hả? Mai Ca, người ta đã gọi điện thoại rồi, Lý Tĩnh Dương đang ở nước ngoài, cô còn ở đây nói gì nữa? Có bản lĩnh, cô gọi Lý Tĩnh Dương qua đây. Đừng nói Lý Tĩnh Dương, đến nhân viên phục vụ của Thủy Mộc cũng gọi không được. Nếu các người đã muốn gặp, vậy tôi sẽ gọi điện cho anh ta. Làm bộ cái gì chứ, cô có số của Lý Tĩnh Dương không? Alo, Tiểu Lý, đến Thủy Mộc một chuyến, phòng số 1. Tiểu Lý giả vờ cũng khá giống. Chắc cô ta sẽ không gọi cho 10.086 đâu chứ. Nói không sai, con hồ ly tinh này giỏi nhất là lừa người. Các người xem, Tiểu Lý mà cô ta nói chắc không phải Lý Tĩnh Dương đâu nhỉ. Ngốc nghếch, Lý Tĩnh Dương ở Giang Thành, đi đâu mà chẳng phải gọi là sếp Lý. Cô nói dối cũng phải giống một chút chứ. Mai Ca, loại người nghèo chuyên nói dối này còn tạt nước bẩn vào cô, mau đuổi cô ta ra ngoài đi, tránh ở đây mất hứng. Bạch Mộng, cô tự mình đi hay là tôi tìm người đuổi cô ra ngoài? Ở club của tôi lại dám đuổi tôi đi? Bạch Mộng, đây là club của Mai Ca, cô mau cút đi. Là ai to gan như vậy, dám bảo đại tiểu thư cút? Anh chính là diễn viên Bạch Mộng gọi điện thoại kêu đến à? Còn tìm diễn viên làm vệ sĩ cho mình, giả vờ cũng khá giống đó. Với tư cách đạo đức kém cỏi của mình cũng dám mạo danh sếp Lý. Hỗn xược, tôi chính là Lý Tĩnh Dương. Anh Lý, nên xử lý chàng trai đã xúc phạm anh như thế nào? Cái gì, anh thực sự là Lý Tĩnh Dương sao? Mai Ca, cô là chủ nhân của club này, không thể để tôi bị đối xử sằng bậy như vậy. Cậu nói cô ta là chủ nhân của club này. Giám đốc Triệu, anh tự mình đắc tội với giám đốc Lý, anh bảo tôi giúp anh thế nào? Tôi còn có chuyện, tôi đi trước, đứng lại, trước khi chưa nói rõ mọi chuyện. Không ai được bước qua cánh cửa này. Mai Ca, đây là club của cô. Lý Tĩnh Dương cũng quá to gan rồi, vậy mà lại xem thường lời nói của cô. Anh, ngu xuẩn, nhìn rõ cho tôi, club Thủy Mộc là của vị này. Cái gì, Bạch Mộng thực sự là chủ nhân của club Thủy Mộc? Lẽ nào, chúng ta đều bị Mai Ca lừa rồi? Chủ nhân đích thực của club đích thực là cô ta. Tôi không muốn bại lộ thân phận. Cô xem trí nhớ nhớ của tôi, lâu rồi không gặp bà chủ Mai Ca, thậm chí quên mất bà chủ trông như thế nào. Bà chủ, hôm nay cô tới, sao không thông báo trước chứ? Mình hoàn toàn không biết người này, Lý Tĩnh Dương, sao anh ta lại coi mình là chủ club chứ? Trừ khi chủ nhân club này cũng tên là Mai Ca. Vậy thì tốt quá rồi, hôm nay hình có thể dạy dỗ tốt Bạch Mộng này. Hôm nay tôi chính là mang đồng nghiệp tới giải khuây một chút, không muốn làm rầm rộ. Thực sự xin lỗi nhé, nếu bà chủ và đồng nghiệp tới chơi, những loại rượu nổi tiếng này chắc chắn phải mở tất cả. Nào, mở hết mấy chai rượu quý này ra để bà chủ nếm thử. Tôi đâu có bảo mở nó, sao anh lại mở ra hết vậy? Mai Ca, cô thật hào phóng. Nếu không phải những loại rượu này là của cô, cả đời này tôi cũng không uống được một ngụm. Thích uống rượu phải không? Từ từ uống, đợi một chút. Cô không hài lòng với những loại rượu này, hay là
tôi lên cho cô một chai thượng hạng. Không cần, những rượu này rất tốt, tôi rất hài lòng, nhưng tôi còn có chuyện, đi trước ở lại nhé. Tất nhiên có thể lưu trữ rượu vang rồi, có điều theo quy định của bà chủ đặt ra, chi phí của cô cũng phải thanh toán. Mười triệu. Như này quá nhiều rồi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Trần Lê Lê chỉ là bia đỡ đạn của tôi, cậu để cô ta làm loạn ở thủy. Còn chê tôi chưa đủ phiền phức sao? Cô Trần nói với tôi, cô ấy đang mang thai đứa con của anh, cô ấy lấy đứa trẻ ra đe dọa tôi. Mang thai? Tôi chưa từng đụng đến, lấy đâu ra con chứ? Hóa đơn này nhiều quá rồi phải không? Bà chủ, cô đây là muốn hủy đi quy tắc của mình sao? Không phải, ý tôi là tôi quay về rồi thanh toán. Là quay lại rồi thanh toán, hay là muốn trốn trả tiền vậy? Bạch Mộng, cô nói bậy gì vậy? Grab thủy mộc này chính là của Mai Ca, cô ấy có thể thiếu số tiền ít ỏi này sao? Vậy sao? Có điều bà chủ, hôm nay cô không thanh toán cũng không sao, bởi vì những loại rượu ủ cô mở ngày hôm nay đều là xếp lục dự trữ ở đây. Cái gì? Những loại rượu này đều là của xếp lục sao? Những chuyện nhỏ này cần anh nhắc nhở sao? Trong chiếc cưới của tôi nói rồi, anh ấy cất rượu ở chỗ này, bảo tôi đưa mọi người đến giải khuây một chút, tôi đã nói mà, đi theo Mai Ca uống tất cả rượu ngon trên thế giới. Ai cho phép cô động vào rượu ủ của tôi? A Kiêu, anh tới đúng lúc lắm, em và đồng nghiệp đúng lúc ở thủy mộc, thuận tiện cho bọn họ xem rượu ủ của anh. Cút. Anh chính là sếp Lục à? Rất vinh hạnh khi được gặp một người đàn ông ưu tú như anh. Tôi tên là Lưu Tịch Viên. Sếp Lục, tôi là giám đốc của tập đoàn Thế Thịnh. Mai Ca ở công ty chúng tôi biểu hiện rất tốt, tôi luôn chăm sóc cô ấy. Mai Ca, Mai Ca, Trần Lê Lê, cô lại làm gì sau lưng tôi? A Kiêu, anh bỏ em ra, anh không thể làm mất mặt em trước mọi người như vậy. Ném cô ta ra ngoài. Giám đốc Triệu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô hỏi tôi hỏi ai? Các người còn ngơ ra đó làm gì? Ở lại đây dọn nhà vệ sinh à? Cút. Đi, đi, đi. Đi. Chai Satulatua này là cô mở ra. Nếu tôi nói là không phải, e là sếp Lục cũng không tin đâu. Chai rượu này cô cũng biết rồi. Năm đó là cô sắp đặt người tặng cho tôi. Mộng Mộng, em nhìn xem. Mặc dù rượu Latour không nổi tiếng bằng rượu Lafite, nhưng nguyên liệu làm rượu đều là những nguyên liệu đặc biệt, cho nên có vị rất tuyệt. Nhưng đáng tiếc, bây giờ là vô giá. Anh thích, em sẽ mua cho anh. Năm đó cô đồng ý. Không bao lâu sau, Grab Thủy Mộc liền gọi điện thoại cho tôi, nói rằng tôi đã trở thành một người dùng may mắn, tặng miễn phí một chai rượu thượng hạng. Lúc đó tôi còn thực sự tưởng rằng tôi là người may mắn. Bây giờ xem ra, đây đều là cô sắp xếp, đúng chứ? Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa không? Lục Kiêu, buông tay ra. Bạch Mộng, rốt cuộc cô là ai? Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, chính anh là người chọn không tin vào điều đó. Sao cô có thể là đại tiểu thư nhà họ Bạch hơn vạn người được chứ? Anh đã nhận định tôi như vậy, còn muốn tôi nói gì nữa? Lục Kiêu, gương vỡ khó lành, có thời gian nói chuyện vô nghĩa với tôi, chi bằng anh quay về chăm sóc tốt cho Trần Lê Lê của anh và đứa con trong bụng cô ta đi. Cô chắc chắn đứa con trong bụng cô ta là của tôi sao? Vậy tôi phải chúc mừng sếp Lục mọc thêm sừng nhé. Tôi chưa từng chạm vào cô ta, sao có thể mang thai chứ? Sếp Lục, có thể anh đã quên rồi. Một tháng trước anh uống quá nhiều, là cô Trần đi đón anh. Đêm đó tôi đích thực đã quên sạch sẽ, đi điều tra đi, xem đứa trẻ là con của ai. Vâng. Kỳ lạ, sao không điều tra ra chút gì vậy? Đang xem cái gì vậy? Nhà thiết kế thiên tài Mai Ca. Sao vậy? Có hứng thú với cô ta à? Cái gì chứ? Mai Ca chính là em không được sao? Có điều gần đây có người mạo nhận em, còn vào bộ phận thiết kế của Thế Thịnh. Cô ta là ai? Bây giờ anh sẽ thông báo với bộ phận nhân sự, sa thải. Vậy thì không cần. Trong công ty nhất định sẽ có nội gián. Em muốn thả dây dài, câu cá lớn, xem thử là ai. Vạch trần người này, làm em ghê tởm rồi. Được rồi, anh sẽ giúp em kiểm tra sau. Muộn rồi, em nên đi nghỉ ngơi đi. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, tha cho tôi đi. Tôi bảo cô vào tập đoàn Thịnh Thế là bảo cô cắt đứt mối quan hệ giữa Bạch Mộng và Lục Kiêu, nhưng cô lại chạy đến club làm loạn, khiến hai bọn họ có cơ hội gặp mặt, thậm chí còn khiến Bạch Mộng nghi ngờ tập đoàn Thế Thịnh có nội gián. Cô nói, cô còn có tác dụng gì với tôi? Bạch thiếu gia, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi sai rồi. Tôi nhất định nghĩ cách tách Bạch Mộng và Lục Kiêu ra. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu cô còn làm không tốt, vậy cô cứ chờ chết đi.
Dì ơi, cháu mang thuốc bổ qua cho dì. Đặt ở đằng kia đi. Dì ơi, dì xem gì vậy? Mặt cháu bị làm sao vậy? Không sao. Là cháu không cẩn thận bị ngã, đây đâu phải là ngã. Cái này vừa nhìn đã biết là bị đánh rồi, cháu nói cho dì biết, ai bắt nạt cháu, là Bạch Mộng. Lại là con hồ ly tinh không biết xấu hổ đó. Cô ta đố kỵ cháu và A-kiêu ở bên nhau, liền nghĩ bằng mọi cách muốn hãm hại cháu. Hôm qua, rõ ràng là cô ta động vào rượu ủ của A-kiêu, lại khăng khăng nói là cháu động vào, hại A-kiêu nổi trận lôi đình với cháu. Thật là vô lý. Bây giờ dì sẽ đến tập đoàn Thế Thịnh, lột ra con hồ ly tinh này ra. Cô là một con hồ ly tinh vô liêm sỉ, tôi cảnh cáo cô, tôi chỉ nhận Lê Lê là con dâu của tôi. Cô đừng hòng muốn trèo lên cao. Lục phu nhân, bà không sao chứ, từ đầu đến cuối đều là cô ta khiêu khích tôi. Tôi nói ở club ngày hôm qua, sao cô cứ chống đối lại Maika? Thì ra là muốn quyến rũ xếp Lục người ta. Thì ra tên thật của Maika là Trần Lê Lê. Cái tên này thật hay, con hồ ly tinh như cô, còn nói tôi bị bệnh. Cô dụ dỗ con trai tôi chưa tạt axit sulfuric vào cô đã là nhẹ tay lắm. Tôi và Lục Kiêu sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, bà đừng có ăn nói lung tung ở đây. Ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Vậy tại sao cô khiến cho A Kiêu và Lê Lê cãi nhau? Mọi người mau đến xem đi. Người phụ nữ này, thời đi học đã lừa dối gian díu với đàn ông lớn tuổi, bây giờ thấy con trai nhà chúng tôi có sự nghiệp thành đạt, lại quay về quấn lấy thằng bé. Đôi giày rách như cô là được rát vàng thôi. Con dám quay lại Bạch Mộng? Đời tư của cô không trong sạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Thế Thị. Bây giờ tôi tuyên bố, cô bị sa thải. Bây giờ đem theo đồ của cô, cút ra khỏi tập đoàn Thế Thị ngay. Đúng vậy, cô hại Maika, không đi làm. Bộ phận thiết kế của chúng tôi, sao lại có một con báo đời như cô chứ? Mau cút đi. Người nên cút là các người đó. Trợ lý Dương, sao anh lại tới đây? Cậu còn có mặt mũi để hỏi hà, cậu dám sa thải cô ấy? Bộ phận thiết kế các người, không muốn làm nữa sao? Bạch Mộng, cô ta chỉ là một thực tập sinh, sao có thể kinh động đến anh chứ? Lẽ nào Bạch Mộng thực sự là nhân vật lớn nào? Maika mà các người tôn thờ như thần, không ai khác chính là cô Bạch. Còn người gọi là Trần Lê Lê đó, đã giả mạo Maika. Tôi thực sự đã tâng bốc nhầm người rồi. Ngu xuẩn. Tôi tuyên bố, cậu chính thức bị đuổi việc. Người đâu? Ném cái thứ rác rưởi này ra ngoài. Sau này, ai còn dám khua môi múa mép ở công ty, trực tiếp sa thải. Đại. À cô Bạch, là tôi đến muộn, khiến cô chịu ấm ức rồi, sao anh lại tới đây? Tổng giám đốc sợ cô bị bắt nạt, đặc biệt bảo tôi đến đây xem. Anh tôi đúng thật là. Rất cảm ơn trợ lý Dương giúp tôi làm chứng, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, báo đáp công ty. Vẫn là cô Bạch thức thời. Cậu là trợ lý chủ tịch tập đoàn Thế Thịnh sao? Cậu đến đúng lúc lắm. Người phụ nữ không biết xấu hổ này, cô ta quyến rũ con trai tôi, cậu mau sa thải cô ta đi. Con trai bà là ai? Con trai tôi là doanh nhân nổi tiếng ở Giang Thành, tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Một Lục Thị nhỏ bé, ngay cả sách dép cho Thế Thịnh chúng tôi còn không xứng, con dám bôi nhọ cô Bạch. Tôi bôi nhọ cô ta sao? Con hồ ly tinh này luôn bám đuôi con trai tôi. Câm miệng, chút chuyện nhỏ của nhà họ Lục các người tôi đều biết. Người luôn bám theo cô Bạch là con trai Lục Kiêu của bà. Cô Bạch không tố cáo cậu ta quấy rầy, bà nên vui vẻ mới đúng. Tôi biết rồi. Hai người gian díu với nhau, bắt tay vu khống con trai tôi. Tôi khô máu với cậu. Phỉ báng nơi công cộng, chứng cứ rành rành. Nếu Lục phu nhân đã muốn ăn cơm miễn phí như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho bà. Đi, đưa Lục phu nhân đến đồn cảnh sát. Cậu dám? Cậu bỏ tôi ra. Các người làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Cảm ơn. Con trai, mẹ đã lớn tuổi như này, đây là lần đầu tiên chịu uất ức như vậy. Con phải thay mẹ chút giận. Mẹ, tại sao mẹ lại đến tập đoàn Thế Thịnh làm loạn? Còn không phải do con hồ ly tinh Bạch Mộng đó, cô ta ra tay đánh Lê Lê sao? Cô ta không hề coi trọng nhà họ Lục chúng ta chút nào. Bạch Mộng đã đánh cô sao? Chuyện từ lúc nào? Chính là đêm đó, tụi em ở buổi tiệc thân mật đó, xảy ra chút xung đột. Ngày hôm sau, em liền bị đánh. Bạch Mộng đích thân đánh sao? Vậy cũng không hẳn. Vậy em xung đột với cô ta? Không phải cô ta, thì là ai? Dù sao cô ta cũng không tránh khỏi liên quan. Con hồ ly tinh đó không đơn giản. Vừa nãy mẹ đến Thế Thịnh, lý luận với cô ta, trợ lý Dương đích thân ủng hộ cô ta. Chủ tịch Thế Thịnh chống lưng cho Bạch Mộng, sao có thể như vậy? Lẽ nào Bạch Mộng thật sự là... Thế cũng bình thường. Bạch Mộng biết cách quyến rũ đàn ông, già đến 99 tuổi. Trẻ mới 17, 18 cô ta đều không bỏ qua. Con hồ ly tinh đó. A Kiêu.
không phải con có hợp tác với Thế Thịnh sao? Con đi nói với tổng giám đốc đó, con vạch trần bộ mặt của cô ta đi, chút giận thay cho mẹ và Lê Lê. Mẹ, mẹ về trước đi, chuyện này con sẽ giải quyết. A Kiêu, con có thái độ gì vậy? Mẹ con chịu tủi nhục, con lại không quan tâm. Mẹ, mẹ đừng quậy nữa. Thư ký Châu, cậu đưa mẹ tôi về. Mẹ thấy con bị con hồ ly tinh kia che mắt con rồi, sao mẹ lại sinh ra đứa ăn cây táo rào cây sung như con? A Kiêu, con. Bạch Mộng, ra ngoài gặp đi. Có chuyện gì thì nói đi, cho anh 3 phút, tôi rất bận. Bạch Mộng, em còn nhớ quán cà phê này không? Không nhớ nữa. Năm 2 đại học, quán cà phê này vừa khai trương, em dẫn anh đến đây uống cà phê. Năm đó anh bốc trúng một phiếu ưu đãi miễn phí trọn đời. Sau đó, tuần nào chúng ta cũng đến uống cà phê, còn 2 phút. Bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười. Người như anh lúc nhỏ ăn mì gói, bộ sưu tập tranh còn không sưu tập hết, sao lại có thể trúng thưởng lớn vậy chứ? Đó là em sắp xếp phải không? Một phút. Bạch Mộng, vì sao em không để anh nói hết? Vì sao không cho anh cơ hội giải thích? Buông ra, anh làm tôi đau. Lục Kiêu, chúng ta đều là người trưởng thành. Nếu năm xưa anh đã chọn buông tay, bây giờ không cần ở trước mặt tôi diễn kịch nhớ lại đắng cay ngọt bùi nữa. Xin lỗi, anh thất lễ rồi. Chào anh, có băng cá nhân không? Cảm ơn. Em bị thương rồi, anh băng nó giúp em. Không cần. Xử lý vết thương xong, ly cà phê này có thể uống hết. Anh đưa em về được không? Lục Kiêu, cậu còn dám quấy rầy Mộng Mộng. Lục Kiêu, cậu còn dám quấy rầy Mộng Mộng. Bạn gái tôi muốn gặp thì gặp, anh quản được sao? Lục Kiêu, anh nói bậy gì vậy? Bạn gái của cậu, bạn gái cậu không phải Trần Lê Lê sao? Hơn nữa cô ta đã có con với cậu rồi, thế nào? Còn muốn lấy Mộng Mộng làm lốt dự phòng à? Lạ thật, mình không hề nói chuyện Trần Lê Lê có thai cho anh ấy, sao anh ấy lại biết? Chuyện của tôi không cần anh lo. Ôi, anh, người nên cút đi là cậu. Anh, bỏ đi, chúng ta đi thôi. Lục Kiêu, tôi cảnh cáo cậu, sau này còn dám quấy rầy Mộng Mộng nhà tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi Giang Thành. Đi. Anh sẽ không để em rời khỏi thế giới của anh. Mộng Mộng, sau này em đi làm cứ đi cùng xe với anh, tránh để tên khốn kia quấy rầy em. Mộng Mộng, Mộng Mộng. Em không sao chứ? Em không sao. Anh, làm sao anh biết Trần Lê Lê có thai? Sao anh lại căng thẳng vậy? Sao anh lại căng thẳng vậy? Không có, không có. Chỉ là gần đây anh không nghỉ ngơi tốt, lúc nãy hơi lơ đãng. Cái đó, chuyện Trần Lê Lê có thai, anh nghe người của phòng nhân sự nói. Thế à? Sếp Lục, tài liệu này cần chữ ký của anh. Ai cho phép đấu giá khách sạn Đế Hảo? Từ khi Lục Thị bị ban lệnh cấm, nhân tài rời đi, vòng tuần hoàn vốn đứt đoạn. Tối qua còn có bán khống cổ phiếu của chúng ta. Bây giờ chỉ có thể đấu giá khách sạn Đế Hảo để thu hồi vốn. Thế thì cũng không thể đấu giá khách sạn Đế Hảo. Mộng Mộng, cho anh 3 năm. Anh chắn chắn tổ chức cho em một hôn lễ thế kỷ ở khách sạn Đế Hảo. Khách sạn Đế Hảo được ai mua? Là Bạch tiểu thư. Cái gì? Mộng Mộng, đây là món quà mà anh tặng em, thế nào có thích không? Anh, khách sạn Đế Hảo không phải của Lục Thị sao? Lúc trước phải, nhưng bây giờ thuộc về em rồi. Alo. Được, tôi biết rồi. Anh đi gặp một người, em tự mình đi dạo ở đây trước nhé. Sắp xếp tốt nhé. Vâng. Chủ tịch, mời cô đi bên này. Gì? Vòng quý phi đế vương Lục này là cháu đặt ở chỗ bạn cháu cho gì đấy? Gì thích không?
chiếc vòng màu sắc thế này, đúng là hiếm gặp. Lê Lê, cháu có lòng quá. Dì, nếu dì thích, tháng nào cháu cũng tặng dì một cái. Ái chà, coi cháu nói kìa. Ngọt ngào quá. Nhưng, dì phải nói trước. Tính tình của A Kiêu, cháu biết đấy. Dì có thể giúp cháu nói lời tốt đẹp, nhưng có thể trở thành con dâu nhà họ Lục chúng ta hay không, cháu phải tự cố gắng. Cảm ơn dì ạ. Bà già chết tiệt. Ăn của tôi, dùng của tôi, bây giờ còn giả tạo với mình. Đợi tôi trở thành Lục phu nhân, gia tài của nhà họ Lục bà đều sẽ là của tôi. Khách sạn của nhà họ Lục không tệ. Đến lúc đó, phải đòi anh ấy tặng mình khách sạn này làm sính lễ. Phục vụ. Chào cô. Đặt cho tôi một phòng VIP lớn nhất chỗ các người. Đặt cho tôi phòng VIP lớn nhất của các người. À đúng rồi, còn nữa, món nào đắt nhất, mới nhất của các người cũng dọn lên cho tôi đi. Cộng thêm bốn phục vụ lanh lẹ một chút, tới phục vụ chúng tôi như chưa. Thật ngại quá, phòng VIP chúng tôi phải đặt trước. Cô thấy ngồi ở đại sảnh có được không? Cái gì ngồi ở đại sảnh? Mở to mắt chó của cô mà nhìn cho rõ. Tôi là phu nhân tương lai của Tổng Giám đốc Lục Thị. Đây là mẹ của Tổng Giám đốc. Để bọn tôi ngồi đại sảnh, cô không muốn làm nữa phải không? Đồ không có mắt. Cả tôi mà cũng không nhận ra, cô bị đuổi. Bà là mẹ của Tổng Giám đốc, cũng không thể tùy tiện đánh người. Đánh cô thì sao? Cô chỉ là người làm công, không muốn làm thì có thể cút. Dừng tay. Cô, buông tay. Được. Á, cô. Cô không sao chứ? Cảm ơn, bọn họ ức hiếp người khác. Giám đốc Lưu, mau báo cảnh sát, nói có người gây sự ở khách sạn. Vâng, cô báo cảnh sát thử xem. Khách sạn này là của tập đoàn Lục Thị chúng tôi, đến lúc đó sẽ đuổi mỗi người các người ra khỏi đây hết. Thật không biết con trai tôi sao lại tuyển đám vô dụng các người. Mau chuẩn bị phòng VIP cao cấp nhất cho chúng tôi, làm ảnh hưởng chúng tôi ăn cơm, các người đều sẽ bị đuổi. Tập đoàn Lục Thị, hai vị có nhầm không? Ở thôn các người không có mạng à? Tập đoàn Lục Thị đã trở thành quá khứ rồi, còn cô ấy mới là chủ mới của khách sạn chúng tôi. Cái gì? Con hồ ly tinh này là chủ mới của khách sạn Đế Hảo ấy, đâu các người bị cửa kẹp à? Cả Giang Thành ai không biết khách sạn Đế Hảo là của chồng chưa cưới của tôi. Hồ ly tinh, cô ngủ với người này mấy lần để cậu ta sẵn sàng giúp cô nói dối? Được rồi gì, đừng nói nhiều với bọn họ, mau gọi cho A Kiêu, để A Kiêu đuổi đám đê tiện này ra ngoài hết. Tôi sẽ gọi cho con trai tôi. Alo, A Kiêu, con đến khách sạn Đế Hảo đi, có người ức hiếp mẹ con. Các người đợi đấy, con trai tôi sẽ đến đây ngay, nghe thấy chưa, trong chiếc cưới của tôi sẽ đến đây ngay, các người đợi bị đuổi khỏi đây đi. Sếp Bạch, có hai người tự xưng vợ chưa cưới của và mẹ sếp Lục ức hiếp đại tiểu thư ở khách sạn, hơn nữa còn đánh lễ tân của khách sạn chúng ta. Được, tôi biết rồi. Vâng. Con trai, cuối cùng con cũng tới rồi. Con hồ ly tinh này mạo danh chủ của khách sạn Diễu Võ Dương Hoài với bọn mẹ ở đây, con không thể tha cho bọn họ. Phải, A Kiêu, vô dĩ em và dì vui vẻ đến đây ăn. Đám khốn nạn bọn họ phá hỏng tâm trạng của chúng em. Còn con lễ tân kia nữa, con giám đốc này nữa, không phải kẻ tốt lành gì. Con mau đuổi việc bọn họ đi. Mẹ, mẹ đến Đế Hảo ăn cơm sao không nói với con một tiếng? Ây già, mẹ thấy con bận bịu như vậy, sao mẹ có thể quấy rầy con chứ? Hơn nữa, đến khách sạn nhà ta ăn cơm, sao mẹ lại phải nói với con một tiếng? Khách sạn nhà ta, bà mạnh miệng thật. Mở to mắt bà ra mà nhìn cho kỹ, khách sạn này rốt cuộc là của ai? Cậu lấy cái gì ra cũng vô dụng, khách sạn này là của con trai tôi. Chuyện gì vậy? Sao Đế Hảo lại đổi chủ? Gì? Dì đừng tin anh ta, tài liệu này chắc chắn là giả. Là ai báo cảnh sát? Là tôi. Đồng chí, hai người này vô cớ ẩu đả nhân viên của khách sạn chúng tôi, hơn nữa còn sỉ nhục vu khống chủ khách sạn chúng tôi. Đồng chí cảnh sát, anh đừng nghe bọn họ nói bậy. Người phụ nữ này, cô ta làm giả giấy tờ muốn cướp khách sạn chúng tôi, hãy bắt cô ta lại, cho cô ta ngồi tù. Thưa cô, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, còn phán xử thế nào là do pháp luật quyết định, cô không có tư cách phán tội. Chứng cứ? Các cậu xem chứng cứ này, cậu xem tài liệu này là giả phải không? Tài liệu này là thật. Ngược lại các người có nghi ngờ nhục mạ vu khống người khác, đi với chúng tôi một chuyến. Không phải, tôi không đánh người, bà ta mới đánh người, không phải tôi. Có phải các người nhầm rồi không? Muốn bắt thì bắt bọn họ. Con trai, con giải thích cho bọn họ đi. Thả tôi ra. Mẹ, đồng chí cảnh sát, tôi không đánh người, bà ta mới đánh người. Bà ta đánh người, tôi không đánh. Trần Lê Lê, rõ ràng là cô châm dầu thổi lửa. Tôi mới đánh người. Bà đừng nói bậy. A Kiêu, anh mau nói với cô ta. Không phải anh là chủ khách sạn sao? Cô ta chắc chắn nghe anh. A Kiêu, đi đi.
Cô bé, tôi bồi thường cho cô. Tôi nói con trai tôi thăng chức cho cô. Chuyện này coi như bỏ qua được không? Không biết tường của bệnh viện tâm thần nào bị sập, để hai người trốn ra ngoài. Tôi đã nói rồi, chủ của chúng tôi là Bạch tiểu thư, sao hả có bản lĩnh đánh người? Không có bản lĩnh ngồi tù à? Con trai, rốt cuộc chuyện này là sao? Mẹ, đừng nói nữa. Con đã bán khách sạn Đế Hào thật rồi. Cái gì Đế Hào bị bán thật rồi? Con trai, sao khách sạn lại thành của bọn họ? Mẹ đừng như vậy, khi nào về con giải thích cho mẹ nhé. Bạch Mộng, anh xin lỗi em thay mẹ được không? Đợi đã, cậu họ Lục kia, cậu muốn ức hiếp người là ức hiếp, cậu muốn xin lỗi là xin lỗi. Trên thế giới này tất cả chuyện tốt dành phần cậu hết rồi. Xin lỗi anh Lục, con gái lớn theo anh, tôi phải nghe lời anh tôi. Bạch Mộng, coi như anh cầu xin em mà. Không ngờ anh Lục xưa nay lạnh lùng vô tình, cũng biết cầu xin. Anh xin lỗi em thay mẹ anh, mọi tổn thất ở đây hôm nay cứ để anh chịu. Nể tình cảm chúng ta ngày xưa, dừng ở đây đi, dừng ở đây. Tình cảm của chúng ta đã không còn từ khi anh, không từ mà biệt. Lần trước tôi đã nhượng bộ, lần này không thể. Đồng chí, xin anh xử lý theo luật, chúng tôi không chấp nhận hòa giải. Đưa đi, con trai cứu mẹ. Ta kêu, cứu em. Giám đốc Lưu, xoa dịu cảm xúc của nhân viên bị thương. Tìm đoàn luật sư tốt nhất, nên kiện thì kiện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân viên. Vâng. Bạch Mộng, cô đừng tưởng sếp Bạch chiều cô là có thể làm theo ý mình. Sếp Bạch, anh có hiểu Bạch Mộng không? Cần gì phải vì một kẻ thứ ba mà làm hỏng danh tiếng của Thế Thịnh. Lục Kiêu, không thể không nói, mắt cậu kém thật đấy. Anh có ý gì, tự suy nghĩ đi. Mộng Mộng, chúng ta đi ăn. Đợi đã, anh. Giám đốc Lưu dựng một tấm bảng ở trước cửa khách sạn, ghi rõ Lục Thị và chó không được vào trong. Vâng thưa sếp. Bạch Mộng, cứ phải sỉ nhục tôi như vậy sao? Lục Kiêu, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, sau này còn dám quấy rối em gái tôi, hôm nay sẽ khiến cậu biến mất ở khách sạn. Đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi. Bạch Mộng, đứng lại. Anh Lục, anh tự đi, hay để chúng tôi mời anh đi? Tôi tự đi được. Bố. Tử Hàn à? Vâng. Có con trợ giúp Mộng Mộng, bố yên tâm rồi. Thật ra con rất có năng lực, tạo ra một phương trời mới cho mình. Ở lại nhà họ Bạch ấm ức cho con rồi. Bố, chỉ cần là vì Mộng Mộng, con sẵn sàng làm mọi thứ. À, đúng rồi bố, hóa ra Mộng Mộng chính là Maika, nhà thiết kế quốc gia nổi tiếng hàng đầu giới thiết kế. Chính là Maika đã thiết kế ra bộ sưu tập Rococo sao? Phải, trời ạ. Mộng Mộng nhà chúng ta xuất sắc quá. Ôi chao, con đã thừa hưởng toàn bộ thiên phú thiết kế của mẹ con. Đáng tiếc là bà ấy không thể nhìn thấy được. Bố, bố đừng nói như vậy, như vậy thì mẹ ở trên trời cũng sẽ không yên tâm đâu. Bố già rồi, sức khỏe ngày một yếu đi. Nguyện vọng duy nhất bây giờ chính là lúc còn sống có thể nhìn thấy con và Tử Hàn kết hôn. Bố, bố nói gì vậy? Mộng Mộng, con và Tử Hàn là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau. Giao con cho Tử Hàn là bố yên tâm rồi. Bố, con chỉ coi anh Tử Hàn là anh trai. Cái con bé này, Tử Hàn không phải là anh trai con. Nếu như hai đứa có thể ở bên nhau, vậy mới gọi là thân càng thêm thân. Bố, bố yên tâm đi, con tin chỉ cần con thật lòng đối xử tốt với Mộng Mộng, sớm muộn gì em ấy cũng chấp nhận. Bố, thôi bố quá đáng rồi đó. Hôn nhân đại sự của con sao có thể do bố tự ý quyết định chứ? Ấy Mộng Mộng. Bố, bố đừng nóng lòng, có thể Mộng Mộng cần một khoảng thời gian để thích ứng. Bố sợ trong lòng con bé vẫn không thể buông bỏ được thằng khốn họ Lục đó. Bố yên tâm đi, con tin chỉ cần con thật lòng đối xử tốt với rồi em ấy sẽ chấp nhận con thôi. Được được được, Tử Hàn, con và Mộng Mộng có thể ở bên nhau thì bố yên tâm giao Thế Thịnh cho con rồi. Bạch Mộng, anh lại muốn làm gì? Em còn nhớ những bản phác thảo này không? Đây là bản phác thảo mà em thiết kế cho bộ sưu tập. Anh còn mặt mũi nói những lời này hả? Lúc đó khi Trần Lê Lê mạo danh Maika, những tài liệu thiết kế của Rococo trong tay cô ta là do anh đưa cho còn gì? Em đang nói gì vậy? Anh vẫn còn mặt mũi giả vờ à? Tôi không có thời gian diễn kịch với anh. Bây giờ, tránh đường. Bạch Mộng, em đang lẩm bẩm cái gì vậy? Trần Lê Lê mạo danh Maika sao? Chuyện lúc nào vậy? Tai cậu bị điếc rồi à?
Mộng Mộng bảo cậu nhường đường. Bạch thiếu gia, anh bớt quan tâm đến chuyện của tôi và Bạch Mộng đi. Xem ra bài học dành cho cậu trước đó vẫn còn quá nhẹ đúng không? Hôm nay tôi sẽ khiến tập đoàn Lục Thị phá sản. Cho dù là tập đoàn phá sản, tôi cũng sẽ không để anh cướp đi Bạch Mộng đâu. Anh, bỏ đi. Tính toán với thằng điên này làm gì? Đi thôi. Nể mặt Mộng Mộng cầu xin cho cậu, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Đi. Bạch Mộng, em vẫn bằng lòng giúp anh, nghĩa là trong lòng có anh. Anh sẽ không cho phép em rời xa anh đâu. Mộng Mộng, hôm nay ông ngoại đã gọi điện thoại cho anh, nói để hai chúng ta cùng ra nước ngoài. Quên Lục Kiêu đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời này. Mộng Mộng, Mộng Mộng, em sao thế? Mộng Mộng, em cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay, mau. Mộng Mộng. Thế nào rồi, cơ thể đã tốt hơn chút nào chưa? Bác sĩ nói gần đây sức khỏe của em vẫn luôn rất yếu, sao không nói anh biết? Anh, em xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi. Ngốc ạ, à, nói gì vậy? Là vì chuyện của đứa bé sao? Anh không chê em sao? Ngốc ạ, à, tuy anh không biết vì sao em lại mang thai, nhưng mà chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi. Tĩnh dưỡng cho thật tốt, tất cả sẽ tốt lên thôi. Anh thật tốt. Lục Kiêu, anh làm gì? Thả anh tôi ra, đôi cẩu nam nữ này lại dám tằng tịu ở bệnh viện sau lưng tôi. Nếu cậu còn dám nói linh tinh một câu nữa, tôi sẽ khâu miệng cậu lại. Vẫn còn giả vờ đàng hoàng đúng không? Vừa nãy tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói rồi, vì sảy thai nên cô mới yếu ớt như vậy. Bạch Mộng à, hóa ra đứa con hoang trong bụng cô là của Bạch Tử Hàn à? Cô thèm muốn đàn ông đến vậy sao? Phải thì đã sao? Trên đời này, người đàn ông duy nhất mà tôi từ chối chỉ có anh, cô không biết liêm sỉ. Sao, còn muốn đánh tôi hả? Được thôi, anh gọi phóng viên đến đây, cứ nói là chủ tịch tập đoàn Lục Thị công khai hành hung bạn gái cũ. Cô uy hiếp tôi sao? Uy hiếp anh thì đã sao? Lục Kiêu, lúc tôi thích anh thì cong lưng uốn gối, nhẫn nhịn chịu đựng anh. Bây giờ tôi không thích anh nữa thì anh là cái đếch gì? Được đó, cho dù phóng viên đến, chuyện xấu của cô cũng sẽ bị phơi bày. Tôi không quan tâm. Nếu như ép tôi đến bước đường cùng, tôi sẽ nói đứa con hoang này là của anh. Cô, sếp Bạch có gì căn dặn, ném cậu ta ra ngoài cho tôi. Cô đợi đó cho tôi. Anh, em xin lỗi, lúc nào cũng liên lụy anh bị mắng. Ngốc ạ, à, nói gì vậy? Anh cũng rất thích được hiểu lầm như vậy đó. Anh nói cái gì? À, không có gì. Đợi hoàn toàn thoát khỏi Lục Kiêu rồi, mình sẽ nói rõ với anh. Kiếp này anh ấy chỉ có thể là anh mình. Bạch thiếu gia, con ngu này, tôi còn cần cô làm gì nữa? Vì sao Lục Kiêu vẫn còn tơ tưởng đến Bạch Mộng chứ? Bạch thiếu gia, thả tôi ra trước đã, tôi không thở được nữa rồi. Tôi đã khiến cho tài khoản của tập đoàn Lục Thị không còn một đồng, nhưng vì sao tập đoàn Lục Thị vẫn còn hoạt động? Tôi cho cô thời gian 3 ngày, nhất định phải tra rõ cho tôi vốn liếng để Lục Kiêu tiếp tục duy trì tập đoàn Lục Thị. Tôi muốn khiến tập đoàn Lục Thị hoàn toàn biến mất ở Giang Thành. Nhưng mà Bạch thiếu, không phải anh đã đồng ý với tôi để tôi gả cho Lục Kiêu sao? Tập đoàn Lục Thị phá sản rồi, tôi gả cho ai đây? Phải đó, tôi từng đồng ý với cô. Vậy tôi sẽ cho cô xuống địa ngục làm phu nhân Lục Thị của cô, có được không? Không, Bạch thiếu tôi gia, nghe anh mà. Tôi nghe lời anh hết, tôi sai rồi. Cút. Bạch Tử Hàn đáng sợ quá, cho dù mình nghe lời anh ta, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ bị diệt khẩu. Không được, mình phải lấy chút tiền rồi bỏ trốn mới được. Alo anh Hiên, em có một mối làm ăn lớn, anh có muốn làm không? Bạch Mộng, em có còn nhớ không?
Ngày này 7 năm trước là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Kiếm được tiền, lại còn là một mỹ nhân. Xem ra tối nay hai anh em chúng ta có diễm phúc rồi. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, đừng nóng vội. Lát nữa anh trai sẽ khiến em muốn ngừng mà không được. Ha ha ha. Ấy, còn muốn chạy à? Quay lại cho tôi. Hôm nay cho dù là ông trời đến cũng không cứu được cô. Ha ha ha. Thả cô ấy ra. Thằng chó không có mắt từ đâu chui ra vậy? Mày đừng có tới đây. Bọn ta chính là người của Hiên đại ca ở Giang Thành. Vương Hiên đúng không? Chúng mày cút về nói với anh ta, nếu như anh ta không muốn yên ổn làm đại ca thì tôi sẽ khiến anh ta chết rất thảm. Dám động vào em gái tôi, phê chúng đi. 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 Bạch Mộng. Bạch Mộng, tỉnh lại đi. Bạch Mộng, Bạch Mộng. Cút ra, đừng động vào tôi. Mộng Mộng, em không sao chứ? Anh, em đau đầu quá. Bạch Tử Hàn, anh cũng biết cướp công lắm đấy. Cậu Lục Kiêu, cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh đi đi, tôi sẽ cảm ơn anh. Em cảm thấy anh cần em cảm ơn sao? Lục Kiêu, tình yêu chân chính không phải chỉ có cưỡng cầu. Chúng ta đi. Bắt lấy Vương Hiên, tôi muốn người còn sống. Cô quen anh ta à? Không, em không quen anh ta. Trần Lê Lê, cô giả vờ cái gì hả? Tôi vì cô mà đến cả chuyện bắt cóc cũng đã làm. Bây giờ cô lại trở mặt đúng không? Anh đừng có ngậm máu phun người, tôi không hề quen biết anh. Anh nói đi, có phải là Bạch Mộng, có phải là Bạch Mộng phái anh đến hãm hại tôi không? Ừ. Hồ Ly Tinh, đừng có giả vờ nữa. Xếp Lục, tôi muốn vạch trần con khốn này. Trước kia cô Bạch tiểu thư đó rõ ràng đã mang thai con của anh, là cô ta đã giở trò trên kết quả siêu âm. Còn cả lần trước ở công ty cũng là cô ta bỏ thuốc vào trong nước của Bạch tiểu thư ở quầy lễ tân, rồi bảo Lý Toàn Phúc đến còn vu khống cho sếp Lục anh. Còn cả vụ tai nạn lần trước nữa cũng là do cô ta phải bảo tôi cắt đứt phanh xe. Anh có biết không, còn có một lần cô làm gì vậy? A Kiêu, A Kiêu, anh phải tin em không quen biết người này thật mà. Đưa anh ta đến bệnh viện, cậy miệng anh ta ra. Vâng. Những gì Vương Hiên vừa nói là thật sao? A Kiêu, em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh cho nên mới làm như vậy. Chuyện tác phẩm của Mai Ca cũng là do cô nhìn trộm tài liệu trong máy tính của tôi sao? A Kiêu, em xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu Bạch Mộng cho nên em mới làm ra chuyện như vậy. A Kiêu, anh tha thứ cho em đi. Cút ra. Cô cứ đợi ngồi tù mọt gông đi. Không, canh chừng cô ta, cô ta vẫn còn tác dụng. Vâng. Không, A Kiêu, không. Thả tôi ra. A Kiêu, A Kiêu. Alo, Bạch Tử Hàn, bây giờ tôi bị nhốt lại rồi. Tốt nhất là anh hãy phái người đến. Nếu không, tôi sẽ vạch trần hết những chuyện rác rưởi mà anh làm. Bạch Mộng, đứa bé bị sẩy trước đó có phải của chúng ta không? Bây giờ hỏi những chuyện này còn ý nghĩa gì không? Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh.
Lục Kiêu, không phải mỗi một câu xin lỗi đều có thể đổi lại câu không sao cả đâu. Năm đó khi tôi liều mạng giải thích với anh, cho dù anh cho tôi thêm một phút nữa, đứa bé cũng sẽ không bị sảy. Là anh đã hại chết đứa bé này. Là anh, là anh đã tự tay giết chết con của chúng ta. Đúng, không sai, chính là anh. Anh là kẻ giết người. Mộng Mộng, hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Thằng khốn, cậu còn dám xuất hiện trước mặt con gái tôi sao, Chủ tịch Bạch? Cô ấy là con gái ông thật sao, thằng ngu? Bây giờ Mộng Mộng đã là chủ tịch mới của Thế Thị. Không phải là con gái tôi, thì còn có thể là ai? Lục Kiêu, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, cậu lại còn dám đến quấy rầy Mộng Mộng. Đừng đánh nữa, dừng tay. Lục Kiêu, có một vài chuyện, trước khi cậu chọn bỏ rơi Mộng Mộng năm đó, đã là sai lầm rồi. Cậu có thể đi rồi, không được. Tôi phải ở lại đây cùng với Mộng Mộng. Bớt xén xẩm đi. Cậu còn chê Mộng Mộng bị cậu làm tổn thương chưa đủ sao? Người đâu? Ném thằng khốn nạn này ra ngoài. Thả tôi ra. Mộng Mộng, chúng ta làm lành có được không? Cậu nằm mơ đi. Mộng Mộng sắp kết hôn với Tử Hàn rồi. Cái gì? Nếu cậu đã u mê không tỉnh ngộ, vậy thì hãy vào tù ngồi cả đời đi. Bố, vì sao Lục Kiêu phải ngồi tù? Các cậu có thể vào đây rồi. Lục Kiêu, anh và Trần Lê Lê bị nghi có liên quan đến. Giờ chúng tôi sẽ bắt giữ anh theo pháp luật. Đồng chí, trong này nhất định có hiểu lầm. Chúng tôi đã nắm được đầy đủ chứng cứ nên mới đến bắt người. Hơn nữa, một tội phạm khác, Trần Lê cũng đang bị bắt giữ. Nếu như anh ta vô tội, sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng, sẽ thả anh ta ra. Mộng Mộng, lẽ nào em vẫn còn chưa rõ sao? Sở dĩ Trần Lê Lê hại em, chính là do cậu ta sai khiến. Lẽ nào em vẫn muốn cầu xin cho cậu ta sao? Lục Kiêu, anh giải thích rõ ràng với bọn họ đi. Những chuyện này không liên quan đến anh, tôi sẽ làm chứng giúp anh. Em tin anh rồi sao? Đợi anh về. Đi thôi. Mộng Mộng, anh biết hai người có tình cảm sâu đậm, nhưng giờ chân tướng đã rõ ràng rồi, tất cả cũng nên kết thúc thôi. Phải đó Mộng Mộng, bố đã công bố với bên ngoài về hôn sự của con và Tử Hàn rồi. Thứ bảy tuần sau là ngày đẹp, con không muốn. Mộng Mộng, em. Mộng Mộng, em. Bỏ ra. Mộng Mộng, Mộng Mộng. Bố, bố bình tĩnh lại đã. Đợi đến khi Lục Kiêu ngồi tù mọt gông, tất cả chân tướng cũng sẽ được vạch trần. Thư ký Châu, bây giờ Lục Kiêu thế nào rồi? Vết thương trên đầu anh là sao vậy? Bây giờ sếp Lục bị người khác vu khống rất nhiều tội danh, không thể nộp tiền bảo lãnh. Nhân chứng duy nhất Trần Lê Lê cũng đã được một đám người mặc đồ đen cứu đi. Vết thương trên đầu tôi là do bọn họ để lại đó. Sao lại như vậy? Tuy Trần Lê Lê đã biến mất, nhưng cô ta có để lại một đoạn video. Trong video, cô ta tất cả mọi chuyện đều là do sếp Lục sai khiến. Tình hình bây giờ rất bất lợi với sếp Lục. Sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai muốn hại Lục Kiêu? Tôi cũng không rõ. Nhưng điều tôi có thể khẳng định là người này nhất định là có thủ oán với sếp Lục. Kể từ khi Tô Lão về nước, người này đã 5 lần 7 lượt nhắm vào tập đoàn Lục Thị. Ở Giang Thành, người có thể làm được những chuyện này ngoại trừ nhà họ Tô, thì còn nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch. Vào đi. Đại tiểu thư, đây là thông tin liên quan đến việc nhận chức của Trần Lê Lê. Trần Lê Lê nhận chức là do anh tôi tiến cử sao? Đại tiểu thư, cô không biết sao? Tôi tưởng cô ta là người mà cô và Bạch thiếu gia coi trọng. Mộng Mộng, em về rồi hả? Anh bảo nhà bếp nấu cháo rồi, để anh múc cho em. Không cần đâu. Anh, vì sao anh lại làm như vậy? Tài liệu này em lấy ở đâu vậy? Đừng giả vờ nữa. Trần Lê Lê nhận chức là do anh tiến cử đúng không? Vì sao anh lại làm như vậy? Mộng Mộng, tài liệu có thể làm giả mà. Đủ rồi, anh đừng lừa em nữa. Chữ ký trên tài liệu này không làm giả được đâu. Trên đó rõ ràng chính là nét chữ của anh. Không sai, là anh làm đó. Nhưng mà Mộng Mộng, sở dĩ anh làm như vậy chính là để cho em nhìn rõ bộ mặt ghê tởm của thằng khốn Lục Kiêu mà thôi. Nếu không, sao em có thể hết hy vọng được?
Vậy chuyện chèn ép nhắm vào tập đoàn Lục Thị cũng là anh làm sao? Không sai, cũng là anh làm đấy. Chỉ cần là người dám ức hiếp em, anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Anh, em đã nói rồi, em sẽ vạch rõ ranh giới với Lục Kiêu. Vì sao anh còn muốn làm như vậy? Vạch rõ ranh giới. Vậy em vạch rõ đi. Không phải trong lòng em vẫn vấn vương thằng khốn đó sao? Anh thả em ra. Bạch Mộng, vì sao anh thích em như vậy? Em lại phớt lờ anh, ngược lại lại đi chọn một kẻ dùng mọi cách để sỉ nhục em chứ? Em không biết xấu hổ như vậy sao? Bạch Tử Hàn, anh điên rồi. Anh điên thật rồi đấy. Bạch Mộng, anh yêu em. Anh sẽ luôn đối xử tốt với chỉ em. Chỉ cần em đồng ý làm người phụ nữ anh sẽ đối xử với em tốt gấp 1000 lần, 1000 lần tên khốn Lục Kiêu đó. Bạch Tử Hàn, anh cần phải bình tĩnh lại đấy. Em đi trước đây. Hôm nay chỉ cần em dám đi, anh cam đoan sẽ khiến Lục Kiêu của em ngồi tù cả đời. Anh nói cái gì? Em vẫn chưa biết đúng không? Bây giờ Trần Lê Lê đã chết rồi, nhảy sông tự tử. Bây giờ Lục Kiêu đã chết không đối chứng. Nếu như anh không lấy ra chứng cứ chứng minh cậu ta trong sạch, thì cả đời này cậu ta sẽ không thoát khỏi cánh cửa nhà tù được. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào mới có thể tha cho Lục Kiêu? Rất đơn giản. Anh muốn em gả cho anh. Được. Em đồng ý với anh. Tử Hàn, từ hôm nay trở đi, bố sẽ giao Mộng Mộng cho con. Bố, bố yên tâm, đời này con sẽ nâng niu Mộng Mộng trong lòng bàn tay mình. Mộng Mộng, em có đồng ý gả cho anh không? Cô ấy không đồng ý. Lục Kiêu, sao anh lại đến đây? Lục Kiêu, cậu đặc biệt xin bảo lãnh để đến tham dự hôn lễ của tôi và Mộng Mộng sao? Bạch Tử Hàn, anh bớt tự cho mình thông minh đi. Người nên vào tù là anh đấy. Anh Bạch Tử Hàn, anh bị nghi có liên quan đến vụ thuê người giết ý vu khống. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ anh theo pháp luật. Sao lại vậy? Không thể nào. Sao tôi có thể thất bại được? Tôi là Bạch Tử Hàn, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Anh nên tỉnh khỏi giấc mộng rồi, cho nên đến em cũng phản bội anh sao? Không được động đậy. Tử Hàn, ngày thường bố không bạc đãi con mau thả Mộng Mộng ra, không bạc đãi tôi. Lão già kìa, nếu ông không bạc đãi tôi, vậy thì tại sao không cho tôi trở thành chủ nhân chân chính của nhà họ Bạch chứ? Tôi không có được tập đoàn Thế Thị, các người cũng đừng hòng có được. Nhà họ Bạch, cứ đợi đoạn tử tuyệt tôn đi. Mộng Mộng, thả tôi ra, đưa đi. Đều phải chết, đều phải chết cho tôi. Đều phải chết cho tôi. Em không sao chứ? Tay anh bị thương rồi. Mộng Mộng, em có đồng ý gả cho anh không? Em đồng ý.